Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1446, uống mao đài ăn bánh bao. Nhưng nếu sư tôn xuất hiện, Nguyệt Thanh Nhã còn muốn thuyết phục Dạ Ngọc Mị rời đi. Hắn dám xuất hiện, ta sẽ cho hắn có đi mà không về. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Nhưng cô không phải là đối thủ của sư tôn. Nguyệt Thanh Nhã có chút lo lắng, sao tiểu mị không hiểu rõ điều này? Ngươi thật sự cho rằng Vấn Thiên Quân sẽ đích thân đến sao? Dạ Ngọc Mị hừ khẽ một tiếng. Ngươi nghĩ lại Nhiếp Tử Hùng xem, sao ngươi không rõ chứ? Nếu Vấn Thiên Quân mà đến thì sẽ dùng một phương pháp khác, nếu hắn dùng một phương pháp khác thì tu vi sẽ không quá cao, cũng giống như Nhiếp Tử Hùng vậy, Cơ Thanh Ảnh không sợ Nhiếp Tử Hùng, ta cũng không cần sợ Vấn Thiên Quân. Cô nói là, Nguyệt Thanh Nhã chợt hiểu ra, không phải nàng không thông minh bằng Dạ Ngọc Mị, nhưng bây giờ nàng không phải tu vi phân thần kỳ, vì vậy suy xét sự việc sẽ không đứng trên góc độ của cao thủ phân thần kỳ, nhưng Dạ Ngọc Mị nhắc nhở như vậy cũng làm nàng hiểu được. Vì vậy nói không có gì cần lo lắng cả, hơn nữa người còn tu luyện kiếm trận chu tiên. Dạ Ngọc Mị dùng giọng nhàn nhạt nói, sau đó nàng lóe người lên rồi biến vào nhà đá. Nguyệt Thanh Nhã suy nghĩ một chút, sau đó nàng cũng lóe người lên và biến mất. Sáng sớm ngày hôm sau. Tỉnh ngay, nếu không chấm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Sáng sớm thì Hạ Thiên đã phải thức giấc, hắn mở to mắt nhìn thì phát hiện Cơ Thanh Ảnh đang ngồi trên người mình, mười ngón tay thon dài không ngừng đâm vào người hắn, gương mặt đẹp còn tỏ ra mất vui. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu chỉ nhìn gương mặt xinh đẹp của Cơ Thanh Ảnh, nàng tuyệt đối là một tiên nữ thuần khiết vô hạn. Những câu nói như thoát tục không nhiễm khói bụi nhân gian hay khờ dại rực rỡ đều có thể dùng để miêu tả nàng. Nhưng nếu nhìn vào động tác của nàng vào lúc này thì rõ ràng là một cô gái nghịch ngợm, nhưng nếu nhìn đi những chỗ khác, nàng không còn là tiên nữ và là cô gái nhỏ nữa, nàng trở thành một vưu vật trời sinh. Còn nếu có người ngoài nhìn thấy tình huống này sẽ cảm thấy máu nóng sôi sục, đơn giản là Cơ Thanh Ảnh không mặc quần áo gì cả. Sáng sớm thật sự là thời điểm bộ vị nào đó tương đối mãnh liệt. Hạ Thiên vừa mở mắt đã thấy tư thái mê người của Cơ Thanh Ảnh, bộ vị nào đó còn đung đưa, tất nhiên sẽ làm lòng hắn bùng lửa nóng. Hắn thiếu chút nữa đã nghĩ lập tức sẽ xoay người lên ngựa, cùng vị nữ hoàng xinh đẹp này rong ruổi một phen. Cô ấy không phải là yêu nữ chết tiệt, chỉ có thân phận là yêu nữ chết tiệt kia mà thôi. Nhưng vào lúc này trong đầu Hạ Thiên chợt có một ý nghĩ như thế, mà ý nghĩ này cũng làm cho hắn mất đi nhiều cảm giác sôi sục. Dù trước mắt rất mê người nhưng trong lòng lại bùng lên cảm giác quái dị. Cô ta là Cơ Thanh Ảnh mà cũng không phải là Cơ Thanh Ảnh, như vậy rốt cuộc có tính là một người không? Hạ Thiên tối qua có thể xem Cơ Thanh Ảnh này là chị em song sinh với Cơ Thanh Ảnh kia, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, mà điều này cũng làm cho hắn nhớ đến quyết định tối qua, đó là nói chuyện tốt với yêu nữ chết tiệt này, biết rõ nàng muốn làm gì. Người tỉnh rồi sao? Ta đói bụng rồi. Khi thấy Hạ Thiên mở mắt thì Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng không tiếp tục dùng 10 ngón tay cào cấu, trên gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện vẻ hân hoan, mau mặc quần áo cho chấm, đưa chấm đi dùng cơm. Hạ Thiên chợt ngây người, đã đến bên miệng thì phải nuốt về, hai tay không tự giác được phải chụp lên da thịt của Cơ Thanh Ảnh, lớp da sáng bóng láng mịn sinh ra cảm giác cực kỳ chân thật. Người phụ nữ trước mặt này thật sự cho ra cảm giác rất chân thật, dù là giọng nói hay dáng điệu nụ cười, da thịt, nhiệt độ cơ thể đều là chân thật. Lúc này Hạ Thiên chợt hiểu ra, thần tiên tỷ tỷ nói không sai, nàng không phải là toàn bộ Cơ Thanh Ảnh, nhưng nàng cũng thật sự là Cơ Thanh Ảnh, là một người phụ nữ sống sờ sờ trước mắt. Được, để tôi mặc quần áo cho cô. Hạ Thiên cuối cùng cũng hoàn toàn vứt bỏ khúc mắc, hắn không tiếp tục ôm lấy vấn đề phân thân của Cơ Thanh Ảnh nữa. Hạ Thiên dùng vài phút để mặc lại quần áo cho Cơ Thanh Ảnh một cách tử tế, sau đó dùng vài phút để làm vệ sinh cơ thể. Chưa đến 10 phút sau thì hai người đã rời khỏi phòng khách sạn để đi xuống nhà hàng. Sau khi đi dạo một vòng quanh nhà hàng thì Cơ Thanh Ảnh kéo Hạ Thiên bỏ đi, lý do rất đơn giản, trong chỗ này chẳng có gì. Không phải là vì không thể ăn, vì Cơ Thanh Ảnh còn chưa nếm thử. Hạ Thiên cũng không có vấn đề, hắn cùng nàng đi ra khỏi khách sạn, quẹo phải, đi 200 mét, đến một quán ăn bán bữa sáng. Hạ Thiên thấy quán này không tính là lớn và đẹp nhưng lại làm cho nữ hoàng Cơ Thanh Ảnh hài lòng. Cơ Thanh Ảnh ăn khá nhiều, nàng ăn 5 cái bánh, 10 phần cá kẹp thịt, uống 2 chén súp. Nàng ăn phần của mình, thậm chí còn ăn lấn sang phần của Hạ Thiên, nàng ăn thêm thì hắn ăn ít đi. May mà hắn cũng là kẻ ăn uống siêu cấp, căn bản không sợ.
nhưng điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy dở khóc dở cười chính là sau khi rời khỏi quán cơm này, Cơ Thanh Ảnh vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng nàng giống như nhớ mình còn muốn thứ gì đó, khi đến quán rượu thì nàng mới nhớ ra, mình muốn uống rượu. Cơ Thanh Ảnh uống rượu còn mua thêm một sao sao gờ bánh bao ven đường, sau đó vừa ăn bánh bao vừa uống Mao Đài, rất có hương vị. Đúng là không phải người thường. Hạ Thiên lầm bầm, ngay cả hắn cũng không nghĩ ra cách phối hợp ăn sáng như vậy. Vất vả chờ Cơ Thanh Ảnh ăn sáng xong, Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Tối qua sao cô nói không nên về Thanh Phong Sơn, cô biết chúng ta nên đi đâu sao? Ta không biết. Cơ Thanh Ảnh tỏ ra vô tội. Cô nghĩ lại thì sẽ biết. Hạ Thiên chăm chú nhìn Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh suy tư một lúc rồi nói. Ta thật sự không biết. Hạ Thiên chợt buồn bực, yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh rốt cuộc đang muốn làm gì? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh một lúc, cuối cùng nàng quyết định ngã bài. Này, Cơ Thanh Ảnh, yêu nữ chết tiệt cô muốn làm gì vậy? Chấm không phải là yêu nữ. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, còn có chút uất ức. Ngươi nếu tiếp tục nói ta là yêu nữ, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. À, ta không phải nói cô. Hạ Thiên ngẩn ngơ, sau đó hắn lại reo lên. Này, tôi biết rõ cô có thể nghe được lời của tôi. Đừng coi tôi là thằng ngu. Này, người đang nói với ai vậy? Cơ Thanh Ảnh rất mất hứng. Người là hoàng hậu của chấm, nếu chấm không cho phép ngươi, thì ngươi không được nói chuyện với kẻ khác. Hạ Thiên chợt đau đầu, đúng là khó trao đổi, yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia không phải biết động tĩnh ở đây sao? Vì sao không có chút phản ứng nào cả? Thôi, chúng ta về. Hạ Thiên rất khó hiểu, bây giờ hắn như một con ong lạc mất phương hướng. À! Ta nhớ ra rồi. Cơ Thanh Ảnh chợt hô lên. Cô nhớ cái gì? Hạ Thiên chợt hỏi. Ta nhớ người muốn theo giúp ta chơi ở đây vài ngày. Cơ Thanh Ảnh cười hì hì. Có nói như vậy sao? Hạ Thiên chợt buồn bực. Đúng vậy, là như thế. Cơ Thanh Ảnh gật đầu sau đó kéo Hạ Thiên bước đi. Đi thôi, bên kia hình như khá vui. Hạ Thiên chỉ phải đi theo, trong lòng đang suy nghĩ. Nàng rốt cuộc là đột nhiên nhớ đến lời nói ở lại đây vài ngày của mình sao? Hạ Thiên nhìn bộ dạng của Cơ Thanh Ảnh thì thấy giống như không phải nói dối, chẳng lẽ là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh vừa thông qua liên lạc với nàng mà nói như vậy? Trước tiên cứ mặc kệ, ở lại vài ngày rồi tính sau. Hạ Thiên cuối cùng cũng cho ra quyết định, có một vài việc gấp cũng không được. Tây Đô Giao Đại chính là một trường đại học nổi tiếng khắp cả nước, bây giờ là sáng sớm. Lúc này có hàng trăm nam nữ sinh viên đang ăn cơm trong căn tin nhà trường. Cửa căn tin căn bản vài phút đều có sinh viên ra vào, đúng lúc này có một nữ sinh tóc ngắn đi đến. Cô gái này rất đẹp, ngũ quan đoan chính, hoàn mỹ vô khuyết, dáng người cũng rất đẹp, có lồi có lõm, cách ăn mặc lại rất phổ thông, trên người là áo sơ mi khá rộng, phía dưới là quần jean bình thường, đeo giày da. Nhưng chính cách ăn mặc bình thường này lại làm cho nàng trở nên cực kỳ xinh đẹp. Chiếc áo sơ mi rộng không thể che giấu cặp ngực nhô cao, mà quần jean cũng buộc quanh cặp mông hoàn mỹ. Điểm hấp dẫn nhất của nữ sinh viên này cũng không phải gương mặt và dáng người, đó là vì khí chất của nàng, trên người nàng có một khí chất đặc thù, người gặp nàng sẽ cảm thấy yên tĩnh, an tâm, sau đó sẽ không tự giác phải chú ý đến nàng, hưởng thụ cảm giác nàng mang lại. Một nữ sinh viên như vậy dù xuất hiện ở đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, bây giờ cũng không ngoại lệ. Nàng vừa vào căn tin thì đã lập tức thu hút cả trăm con mắt nhìn lại. Dù là nam hay nữ sinh viên đều không nhịn được phải nhìn về phía nàng, ánh mắt cũng không quá bình thường, không chỉ là ái mộ hay ghen ghét, hầu như đều có chút cổ quái, giống như đồng tình mà cũng giống như có ý gì khác. Có vài tên nam sinh viên ngồi ở một bàn ăn khẽ nghị luận, đây là bốn tên ở cùng một phòng ký túc xá, mở miệng là lão tứ nhỏ tuổi nhất. Này, đây không phải là An Tâm sao? Không phải là An Tâm sao? Lão nhị đón lời nói. Cô ta là An Tâm à? Chính là hoa hậu giảng đường xinh đẹp và tinh khiết nhất trường chúng ta sao? Lão Tam giống như lần đầu tiên thấy cô gái kia. Thật sự quá đẹp, không chỉ đẹp mà còn có khí chất, thật sự không hổ danh hoa hậu giảng đường tinh khiết nhất. Lão Tam, đừng ngây ngốc như thế. Lão Đại lắc đầu, bộ dạng có chút tiếc hận. Hoa hậu giảng đường An Tâm bây giờ cũng hóa thành hoa tàn rồi. Chương 1447, An Tâm cảm thấy tâm tính bất an. Đại ca, anh nói vậy có ý gì? An Tâm là hoa đã có chủ rồi sao? Lão Tam có chút không rõ. Lão Tam, anh cũng quá thiếu tin tức rồi.
Đại ca vẫn chưa trả lời mà lão tứ chợt lên tiếng. Đâu chỉ là thiếu, tao nghi ngờ lão tam từ trên núi mới xuống. Lão nhị trực tiếp khinh bỉ lão tam. Con bà nó, sao giống như chỉ mình tao không biết vậy? Lão tam có chút buồn bực. Tao không phải gần đây thích lên mạng đọc sách sao? Hừ, gần đây đọc đến mức mất ăn mất ngủ, mày đọc cái gì mà hăng say như vậy? Tên đại ca lắc đầu. Mỗi ngày đều ôm lấy điện thoại, kẻ không biết còn tưởng rằng điện thoại của mày biến thành yêu tinh, đã sắp nhận làm vợ mày rồi. À, tao đọc tiểu thuyết, nhân vật chính chỉ có một chữ là châu chó, đặc biệt châu chó. Vừa nói đến tiểu thuyết thì lão tam nói đến mức nước miếng tung bay. Hừ, lão tứ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lão tam mập. Này, này, các chú lạc đề rồi. Đại ca cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. À, đúng đúng, đại ca, anh nói xem, vì sao An Tâm lại là hoa tàn? Cô ấy đến đây học đã 5 năm nhưng chưa có bạn trai mà. Lão tam cuối cùng cũng nhớ ra chủ đề chính, tiếp tục truy vấn. Lão tam, người dù cả ngày đọc tiểu thuyết cũng biết nhiều chuyện nhỉ, tháng trước An Tâm nhảy lầu, chuyện lớn như vậy mà chú không biết, đúng là trên núi mới xuống. Đại ca thở dài lắc đầu. Nhảy lầu sao? Lão tam chợt sững sờ, sau đó vô thức nhìn cô gái xinh đẹp đang mua bữa sáng cách đó không xa. Không phải cô ta đang rất tốt sao? Đúng vậy, cô ta gặp đại nạn không chê, nhảy từ lầu 11 xuống mà không chết, chỉ là não bị thương, mất ký ức. Lão nhị lên tiếng, bộ dạng đồng tình. Đáng tiếc cho một hoa hậu giảng đường tinh thuần, bị đám khốn nạn kia biến thành hoa tàn, thiếu chút nữa thì lụi tàn. Chỉ là mất trí nhớ mà thôi, sao lại là hoa tàn? Lão tam vẫn không hiểu. Lão tam, mày thật sự là đọc nhiều mà biến thành ngu sao? Lão tứ không nhịn được phải khinh bỉ lão tam. Nào chỉ là mất trí đơn giản như vậy, làm sao mày không nghĩ rằng An Tâm vì sao lại nhảy lầu? Người ta bây giờ là một nghiên cứu sinh khoa tâm lý học, sẽ là một bác sĩ tâm lý học, tất nhiên tố chất tâm lý phải là loại cực tốt, nhưng một người như vậy sao phải nhảy lầu tự sát? Đúng vậy, đang tốt sao lại tự sát? Lão tam cuối cùng cũng phản ứng, sau đó tỏ ra khó thể chờ lâu hơn. Đại ca anh cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên, cuối cùng có gì xảy ra? Thật ra tao cũng không quá rõ ràng, chỉ biết An Tâm không phải nhảy lầu trong trường, nàng nhảy lầu trong một khách sạn, nguyên nhân là gì thì nàng tỉnh lại mất đi trí nhớ, vừa lúc quên những thứ đã xảy ra, vì thế mà có nhiều lời đồn đãi. Đại ca hạ thấp âm thanh. Nghe nói hôm đó An Tâm bị một thằng khốn con nhà quan cưỡng hiếp, vì vậy mà nhảy lầu. Sao? Vẻ mặt lão tam chợt biến đổi. Con mẹ nó, có chuyện này à? Dù sao thì cũng có một điều được chứng thực. Đó là khi nhảy lầu thì quần áo của nàng không chỉnh tề, dù cảnh sát bác bỏ tin đồn này, bệnh viện đã kiểm tra là An Tâm không bị xâm hại, nói nàng vẫn còn trinh trắng, nhưng ai tin? Bọn họ không bác bỏ tin đồn thì chẳng sao, nhưng bác bỏ tin đồn thì làm cho mọi người tưởng tượng sâu hơn. Bây giờ ai cũng cho rằng An Tâm không còn tinh khiết, hoa hậu giảng đường này đã theo gót những người khác, đã là hoa tàn, nhưng nàng bảo chỉ được 5 năm cũng coi là kỳ tích rồi. Lão Tứ rõ ràng biết nhiều về điều này. Thực tế thì chuyện này cũng không có nhiều người biết, lão tam không rõ là bình thường. Đúng vậy, nghe nói năm xưa khi An Tâm đến học, những tân sinh viên cùng khóa đã bầu chọn nàng làm hoa hậu giảng đường, sau đó mỗi năm đều có hoa hậu giảng đường tân sinh viên nhưng bọn họ đều không được đám khốn kiếp có tiền có quyền coi trọng. Trong nhóm hoa hậu giảng đường kia có kẻ là tình nhân cho đám nhà giàu, có kẻ được bao nuôi, ai cũng có chủ, nói chung là rất loạn. Lão nhị lắc đầu cảm khái. Cũng chỉ có An Tâm là tinh khiết, không làm chuyện xấu, không tạo ra thị phi nên được gọi là hoa hậu tinh thuần nhất, nào ngờ bây giờ lại như vậy, ôi! Cô ta không giống với đám người kia, cô ấy chỉ bị bọn khốn nạn kia hãm hại mà thôi. Lão tam căm giận nói. Tao thấy cô ấy vẫn là hoa hậu giảng đường tinh khiết nhất. Được rồi, lão tam, đừng tỏ ra căm phẫn như vậy, chúng ta chỉ có thể mắng vài câu sau lưng, cũng không thay đổi được điều gì. Đại ca lắc đầu. Chuyện của An Tâm thật sự làm cho nhiều sinh viên tức giận đồng tình, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, tất cả đều biết rất rõ nàng mất đi ký ức, dù nàng không mất trí và nói ra ai ép mình nhảy lầu, chỉ sợ cũng không ai làm gì được. Lúc này khi An Tâm vào căn tin thì ai cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn, nhưng đến khi nàng bỏ đi thì bọn họ cũng chỉ nhìn mà thôi, thậm chí không ai nói lời nào. An Tâm rời khỏi căn tin, đang chuẩn bị đi về phòng ký túc xá thì có một người chạy đến. Từ xa đã chào hỏi. An Tâm.
Đây là một nữ sinh viên, tóc dài xõa vai, ăn mặc mát mẻ, áo bó sát quần jean ngắn cũn, những phần da thịt trắng nõn lộ ra không khí, tuy gương mặt không đẹp bằng An Tâm, dáng người cũng không hoàn mỹ nhưng cũng là mỹ nữ chính cống. An Tâm, bạn ở đây à, mình đang định đến ký túc xá tìm bạn. Nữ sinh viên ăn mặc mát mẻ này đến trước mặt An Tâm thì nhiệt tình chào hỏi. Trên mặt An Tâm xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Đào Mai, bạn tìm tôi có việc gì sao? An Tâm, vài ngày trước mình đã nói với bạn rồi, mình đã có hẹn trước với vị đại sư Thôi Miên kia. Nữ sinh Đào Mai gợi cảm có chút hưng phấn. 3 giờ chiều tôi sẽ đưa bạn đi gặp ông ta, đến lúc đó ông ta sẽ thôi miên cho cậu, có thể giúp cậu khôi phục trí nhớ. 3 giờ chiều sao? An Tâm cũng tỏ ra vui mừng. À, 3 giờ chiều, nhưng 2 rưỡi chúng ta sẽ đi. Đúng rồi, bây giờ bạn cũng không dùng điện thoại, vì vậy mà hẹn nói trước luôn, 2 rưỡi chúng ta gặp mặt ở cổng trường. Đào Mai nhanh chóng nói. Được, cảm ơn bạn, Đào Mai. An Tâm khẽ gật đầu. Khách khí làm gì, tôi là bạn bè tốt của bạn mà, quyết định vậy nhé, mình còn phải đi học, chiều nay gặp mặt. Đào Mai nhanh chóng nói, sau đó xoay người bỏ đi ngay, giống như lo lắng đi muộn. An Tâm nhìn bóng lưng Đào Mai, nụ cười trên mặt dần biến mất, trong mắt giống như bùng lên ý lạnh. Trên đường cái thành phố Tây Đô, Hạ Thiên và nữ hoàng mất trí Cơ Thanh Ảnh đang đi dạo. Hạ Thiên mang theo một mỹ nữ như Cơ Thanh Ảnh đi dạo cũng không phải chuyện gì tốt. Sẽ luôn có người tiến lên lôi kéo làm quen, mà hắn cũng giống như hôm qua, xử lý đám người kia. Điều làm cho Hạ Thiên bực bội là Cơ Thanh Ảnh thích náo nhiệt, chỗ nào càng ồn ào thì càng thích, vì vậy mà người cần đánh càng nhiều. Càng làm dở khóc dở cười chính là Cơ Thanh Ảnh thỉnh thoảng lại nói ra những lời như của kẻ điên, ví dụ như trẫm đang đi thị sát thiên hạ, không cho phép kẻ nào được lảng tránh, nếu không sẽ tru di cửu tộc. Cơ Thanh Ảnh rất vui mà Hạ Thiên cũng đánh người rất vui, buổi sáng có vài chục người gặp nạn. Vì cái gọi là đi đêm lắm sẽ gặp ma, đánh nhiều người cũng sẽ bị bắt, mà Hạ Thiên thì không bị bắt, chỉ là lại bị cảnh sát đến xem xét, lúc này bọn họ không gây phiền mà là bảo vệ hắn. Không sai, bọn họ đang đi theo bảo vệ Hạ Thiên, có 2 nam 2 nữ cảnh sát đi theo làm tùy tùng của Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh, bọn họ đều cố ý mặc đồng phục cảnh sát, đeo súng. Bọn họ giống như cố ý biểu hiện, không cho phép kẻ nào cố ý đến làm quen với Cơ Thanh Ảnh. 4 tên cảnh sát này cũng không phải xuất hiện ngẫu nhiên, bắt đầu từ ngày hôm qua, Hạ Thiên đã bị cảnh sát Tây Đô theo sát, vì hắn đã đánh một nhóm cảnh sát. Cục công an Tây Đô vốn định bắt người, nhưng may mà bọn họ nhanh chóng phát hiện ra thân phận của Hạ Thiên. Sau khi phát hiện ra thân phận của hắn thì đám cảnh sát cũng không ngốc đến gây phiền cho Hạ Thiên, nhưng vị đại gia này lại đi đường và đánh người, nghe nói cục trưởng cục công an đã điện thoại nói rõ, không được bắt người nhưng cũng không nói ra lý do. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra biện pháp đi theo bảo hộ cho Hạ Thiên, để cho đám người muốn áp sát phải bỏ đi, như vậy sẽ không ai bị đánh. Rõ ràng phương án này là không tệ, Hạ Thiên vốn không muốn cho đám cảnh sát đi theo, nhưng khi hắn thấy Cơ Thanh Ảnh quấn lấy hỏi chuyện 2 nữ cảnh sát kia thì thay đổi ý nghĩ, đồng ý cho bọn họ đi theo. Hắn cũng khẽ thở ra một hơi, cuối cùng cũng giải phóng chính mình, không bị nàng, tra tấn, hắn bắt đầu cảm thấy Cơ Thanh Ảnh này mới chính là yêu nữ. Đúng là tra tấn người khác trong vô hình. Chương 1448, con gái của ông có khỏe không? 12 giờ trưa, trong một nhà hàng Tây ở thành phố Tây Đô, có không ít người dùng ánh mắt quái dị nhìn Cơ Thanh Ảnh, trong lòng thầm nghĩ, trời đất đối đãi với mỗi người đều công bằng, cô gái kia quá đẹp tất nhiên phải trả giá, vì đầu óc của nàng có vấn đề. Ăn cơm Tây uống rượu đỏ là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ăn cơm Tây mà uống Mao Đài thì đúng là quá quỷ dị. Mà càng quỷ dị chính là mỹ nữ này một tay cầm nĩa một tay cầm chai rượu Mao Đài, ăn một miếng bít tết làm một ngụm rượu. Điều này, sao người xinh đẹp như vậy mà lại làm ra một chuyện thô tục như thế? Nhưng khốn nổi cô gái kia làm ra những động tác như vậy lại làm cho người ta cảm thấy nó cực kỳ ưu nhã, điều này không khỏi làm cho những người phụ nữ khác trong nhà hàng thầm oán và hâm mộ. Hi hi, chồng, mau lau cho chấm. Cơ Thanh Ảnh ăn đến mức 2 tay đầy dầu mỡ. Sau đó nàng đưa 2 bàn tay ngọc đến trước mặt Hạ Thiên, muốn hắn lau dùm. Nhưng khi Hạ Thiên lấy ra một tờ khăn tay thì nàng đã trực tiếp lau tay lên quần áo, vẻ mặt đắc ý giống hệt như một cô gái nhỏ. 4 tên cảnh sát nam nữ đứng gần đó thì cảm thấy cực kỳ cổ quái, lại là chồng và chấm, 2 vị này đang chơi trò nữ vương sao. Tất nhiên tuy cảm thấy quái dị nhưng đám cảnh sát này sẽ không dám nói gì khác, trước khi đến đây thì bọn họ đã nhận được mệnh lệnh. Không cần ăn nói lung tung, tốt nhất cứ coi như không.
Hai nữ cảnh sát bị Cơ Thanh Ảnh quấn lấy hỏi chuyện thì thật sự không thể nào coi như không, nhưng hai nàng cũng rất tự giác, Cơ Thanh Ảnh hỏi gì mới trả lời, mà nếu Cơ Thanh Ảnh không chủ động đặt câu hỏi thì bọn họ cũng không nói gì. Hai nữ cảnh sát vẫn còn rất trẻ, đều là những cảnh sát vừa công tác ở Cục Công an, cả hai đều họ Vương nhưng không phải là chị em, cũng không có quan hệ thân thích gì cả, một người là Vương Phương, một người là Vương Hiểu Linh. Thật ra hai người bọn họ tính ra cũng có chút xinh đẹp, chỉ là khi nhìn thấy Cơ Thanh Ảnh thì các nàng khó tránh khỏi có chút tự ti, người so với người thật sự là không thể được, xem ra gen của đối phương là quá tốt. Hai nam cảnh sát thì một già một trẻ, tên cảnh sát trẻ tuổi tên là Cao Dũng, không biết có phải rất dũng mãnh hay không nhưng thật sự rất cao, cũng là người mới vì chỉ làm cảnh sát chưa đến một năm. Người này có bộ dạng phong nhã, có khí chất của một tên mặt trắng, hơn nữa nếu nhìn qua thì hình như có ý với Vương Hiểu Linh, hai người cũng có biểu hiện khá thân thuộc. Còn viên cảnh sát lớn tuổi cũng chỉ hơn 40 mà thôi, hắn có hai mắt hõm sâu, xương gò má cao, gương mặt gầy gò, nhìn qua có chút tiều tụy, đồng thời thật sự làm cho người ta cảm giác được vài phần hung ác. Tên cảnh sát lớn tuổi tên là Phương Minh Khôn, ba cảnh sát còn lại đều gọi là chú Khôn, mà hắn cũng không phải là một viên cảnh sát mới nhận công tác, thực tế đã là cảnh sát có kinh nghiệm gần 30 năm. Rõ ràng Cục Công an thành phố Tây Đô cũng lo lắng ba cảnh sát trẻ kia làm việc không tốt vì vậy mới phái hắn đến chỉ đạo. Phương Minh Khôn rõ ràng không quen ăn cơm Tây, hắn nhìn tướng ăn của Cơ Thanh Ảnh mà không có chút quỷ dị, ngược lại còn hâm mộ, nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn cũng muốn giống như Cơ Thanh Ảnh, ăn cơm Tây uống rượu Mao Đài. Tất nhiên bữa cơm trưa lúc này có vẻ quỷ dị nhưng cuối cùng cũng vẫn ăn xong, sau khi ăn xong thì tính tiền, đang chuẩn bị rời khỏi thì có người đến tìm phiền toái. Không phải gây phiền cho Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh, mà gây phiền cho đám cảnh sát. Ủa, đây không phải là cảnh sát Phương sao? Hình như cảnh sát Phương gần đây có khẩu vị rất cao, cũng biết đến nhà hàng Tây xa hoa rồi sao? Một âm thanh trào phúng vang lên, rõ ràng tên kia muốn gây phiền cho Phương Minh Khôn. Đây là một người đàn ông 25-26 tuổi, mặc Tây phục, phong độ nhẹ nhàng, bộ dạng rất tuấn tú, nếu so với viên cảnh sát Cao Dũng thì càng có khí chất tên mặt trắng hơn. Điều làm cho Cao Dũng phải hâm mộ chính là người kia còn ôm theo một mỹ nữ rất gợi cảm, mỹ nữ này có thể nói là đẹp hơn khá nhiều so với hai người đẹp cảnh sát ở bên cạnh hắn. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc xa xỉ thì cũng biết cặp nam nữ kia là kẻ có tiền. Phương Minh Khôn chợt đứng lên rồi dùng ánh mắt hung hăng nhìn tên đàn ông trẻ tuổi kia. Ninh Tử Phong, có tin ông đập chết mày không? Này cảnh sát Phương, bây giờ là xã hội pháp trị, anh động một tí lại muốn giết người là không tốt. Xem ra tôi phải nói một câu với cục trưởng Bành mới được. Tên đàn ông anh Tuấn cũng chính là Đinh Tử Phong chợt lắc đầu, rõ ràng cũng không quan tâm đến uy hiếp của Phương Minh Khôn. Tử Phong, thôi bỏ đi. Lúc này người đẹp ở bên cạnh Đinh Tử Phong khẽ nói. Được, Gia Gia, anh nghe lời em. Đinh Tử Phong mỉm cười ôm mỹ nữ gợi cảm tên là Gia Gia đi đến một bàn đối diện rồi ngồi xuống. Chồng, đi thôi. Cơ Thanh Ảnh thật sự kéo Hạ Thiên đi ra ngoài. Dù là người nào cũng không chú ý đến đụng chạm giữa Đinh Tử Phong và Phương Minh Khôn, vì việc này căn bản không liên quan gì đến bọn họ. Chú Khôn, chúng ta đi thôi, đừng so đo với loại tiểu nhân. Cao Dũng lúc này khẽ khuyên Phương Minh Khôn. Hạ tiên sinh và Cơ tiểu thư đã ra ngoài rồi. Phương Minh Khôn dùng ánh mắt oán hận nhìn Đinh Tử Phong, sau đó hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh, cuối cùng khẽ gật đầu và đi ra ngoài nhà hàng. Nhưng khi Phương Minh Khôn vừa đến cửa nhà hàng thì sau lưng truyền đến âm thanh của Đinh Tử Phong. Đúng rồi, cảnh sát Phương, con gái của ông có khỏe không? Đinh Tử Phong, thằng xúc sinh, hôm nay ông đập chết mày. Phương Minh Khôn nghe nói như vậy thì lập tức mất đi lý trí, hắn đột nhiên muốn phóng về phía Đinh Tử Phong, hầu như hắn rút súng ngay lập tức, muốn bắn chết đối phương. Chú Khôn, đừng xúc động, đừng xúc động. Cao Dũng kêu lên kinh hãi. Hắn vội vàng ôm eo Phương Minh Khôn không cho tiếp cận Đinh Tử Phong, đồng thời còn hô to một câu. Vương Hiểu Linh, Vương Phương, mau đến hỗ trợ. Hai nữ cảnh sát vừa đi theo Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh ra khỏi nhà hàng, lúc này bọn họ cũng nhanh chóng vọt đến. Chú Khôn, bình tĩnh một chút, đừng nóng, không nên so đo với loại tiểu nhân kia. Đúng vậy, chú Khôn, không thể bắn, chú sẽ ngồi tù, con gái của chú thì sao? Vương Phương và Vương Hiểu Linh vội vàng kéo người Phương Minh Khôn, đồng thời còn mở miệng khuyên bảo. Đám khách trong nhà hàng đều kêu lên sợ hãi, đều tránh né, sợ bị ảnh hưởng, ngược lại thì Đinh Tử Phong vẫn tỏ ra tỉnh táo, bộ dạng không quan tâm.
Cảnh sát Phương, ông cũng không phải lần đầu tiên rút súng chĩa về phía tôi, có giỏi thì bắn một lần xem. Đinh Tử Phong dùng ánh mắt khinh thường nhìn Phương Minh Khôn. Đinh Tử Phong, mày câm miệng được chưa? Mày muốn tìm chết sao? Cao Dũng tức giận quát. Cảnh sát Cao, có phải muốn trực đêm cả năm không? Đinh Tử Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cao Dũng. Mày! Cao Dũng cảm thấy khó thở nhưng thật sự không dám nói gì thêm, vì hắn biết mình không thể nào làm gì được đối phương. Phương Minh Khôn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Đinh Tử Phong, trong mắt tràn đầy oán hận nhưng cuối cùng thì tay phải cầm súng cũng chậm rãi hạ xuống. Đây là thứ gì? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cho ta chơi một chút. Nghe nói như vậy thì không riêng gì đám người Phương Minh Khôn và Cao Dũng ngây cả ra, tất cả các khách hàng trong nhà hàng cũng giật mình, thầm nghĩ mỹ nữ kia rõ ràng là đầu óc có vấn đề, ngay cả súng cũng không nhận ra, dù không bao giờ gặp nhưng ít nhất cũng phải được thấy trên TV chứ. Người đặt câu hỏi là Cơ Thanh Ảnh, nàng và Hạ Thiên vốn đã rời khỏi nhà hàng nhưng vì thích náo nhiệt, phát hiện bên trong náo loạn nên nàng lại kéo hắn quay lại. Sau đó nàng thấy Phương Minh Khôn cầm súng, nàng cảm thấy thứ kia rất thú vị. Tình huống vốn rất căng thẳng nhưng chỉ vì một câu nói của Cơ Thanh Ảnh mà trở nên quỷ dị, ngay cả Phương Minh Khôn cũng quên cả Đinh Tử Phong, hắn nhìn Hạ Thiên, không biết nên làm sao. Hạ Thiên sinh, điều này, đưa cho cô ấy. Hạ Thiên lười biếng nói. Hạ Thiên rõ ràng biết không cho không được, vì hắn phát hiện Cơ Thanh Ảnh là yêu nữ tra tấn người ta bằng một phương án khác, nếu không đưa súng cho nàng, căn bản sẽ rất khổ sở. Phương Minh Khôn có chút do dự, cuối cùng vẫn đưa súng cho Cơ Thanh Ảnh. Trước khi đến đây hắn đã nhận được lệnh, dù là Hạ Thiên làm gì thì bọn họ cũng không được ngăn cản, chỉ có thể phối hợp mà thôi. Cục trưởng Bành thậm chí còn tự nói cho hắn biết, Hạ Thiên này dù là cả thành phố Tây Đô cũng không ai có thể động vào, bốn người bọn họ chỉ có thể cố gắng làm nhiệm vụ, cố gắng làm giảm lực ảnh hưởng của những việc làm của Hạ Thiên xuống mà thôi. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh có được súng thì vẻ mặt đám khách trong nhà hàng chợt biến đổi, mỹ nữ kia đầu óc có vấn đề. Bây giờ cầm súng lên, như vậy không nguy hiểm sao? Những năm nay không sợ người thường mà chỉ sợ kẻ điên, đặc biệt là những kẻ tâm thần cầm súng, nếu bị bắn thì bọn họ thật sự cũng không thể nói được lý lẽ. Đi mau! Tính tiền, không cần thối. Mau đi ra! Vô tình ai cũng đứng lên rời khỏi nhà hàng, một lát sau nhà hàng đã trống rỗng, ngay cả nhân viên phục vụ cũng chạy ra ngoài. Lúc này ngoài 6 người Hạ Thiên và Phương Minh Khôn thì chỉ còn lại Đinh Tử Phong và cô gái tên Gia Gia mà thôi. Chồng, đây là thứ gì? Cơ Thanh Ảnh hỏi Hạ Thiên. Gọi là súng. Hạ Thiên thuận miệng đáp. Súng dùng làm gì? Cơ Thanh Ảnh tiếp tục tra tấn Hạ Thiên. Giết người. Hạ Thiên cũng trực tiếp trả lời. Giết người sao? Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng cười hì hì. Ta thích. Vẻ mặt Phương Minh Khôn. Cao Dũng, Vương Phương và Vương Hiểu Linh hầu như đều biến đổi, điều này, Cơ Thanh Ảnh thích giết người sao? Xong rồi, nếu chuyện này làm không tốt thì bọn họ coi như xong. Chồng, sử dụng thứ này thế nào? Cơ Thanh Ảnh tiếp tục hỏi thăm Hạ Thiên. Chương 1449, kỹ thuật bắn súng quá tốt. Điều này rất đơn giản, cô xem, đây là chỗ bảo hiểm, chỉ cần mở cái này ra là xong, đây là cò súng, sau đó thì nếu cô muốn giết ai chỉ cần ngắm vào người. Sau đó bóp cái cò. Hạ Thiên chưa tính là thầy giáo gia hồn nhưng cũng không lừa Cơ Thanh Ảnh, cũng dạy nàng cách nổ súng. Hi hi, để ta thử xem. Cơ Thanh Ảnh có chút hưng phấn, lúc này chốt an toàn đã mở, nàng đặt một ngón tay lên cò súng, sau đó nhắm về phía Đinh Tử Phong. Cô muốn làm gì? Vẻ mặt Đinh Tử Phong chợt biến đổi, hắn không sợ Phương Minh Khôn vì biết rõ đối phương, biết rõ người ta dù thế nào cũng không dám nổ súng. Nhưng bây giờ thì không giống, người phụ nữ mặc cổ trang cực kỳ xinh đẹp kia là người mà hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không muốn bị người ta dùng súng xử lý. Giết người chứ làm gì? Cơ Thanh Ảnh tỏ ra hồn nhiên, lời nói muốn giết người nhưng biểu hiện lại cực kỳ vô hại. Cô, sao cô lại muốn giết tôi? Cô là ai? Tôi căn bản không biết cô. Vẻ mặt Đinh Tử Phong có chút tái nhợt. Chấm giết người không cần lý do. Cơ Thanh Ảnh vẫn cười hì hì. Nàng không đợi Đinh Tử Phong lên tiếng mà quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chồng, có phải giết người chơi được không? Giết người chơi? Không riêng gì Phương Minh Khôn dở khóc dở cười, Hạ Thiên cũng không biết nói gì hơn, phải biết rằng tuy hắn xử lý không ít người nhưng bây giờ còn chưa thật sự coi đó là việc chơi đùa, hắn chẳng qua chỉ đánh người mà thôi. Hạ Thiên sinh, điều này.
Phương Minh Khôn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Thiên, rõ ràng hắn hy vọng Hạ Thiên có thể ngăn cản sự việc đang xảy ra, dù hắn rất muốn bắn chết Đinh Tử Phong, nhưng hắn thật sự không dám làm vậy. Cậu không nói thì tôi sẽ tự chơi. Hạ Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì Cơ Thanh Ảnh đã mất hứng, sau đó nàng bóp cò. Đùng! Tiếng súng vang lên. Á! Cứu mạng! Đùng! Tiếng súng vang lên, vài tiếng thét vang lên, không biết ai gào lên cứu mạng, một chiếc bàn bị ngã, Đinh Tử Phong ngã xuống đất, vẻ mặt tái nhợt. Bạn gái của hắn thì toàn thân phát run, ngồi đó không dám nhúc nhích, không phải không động mà chẳng thể động đậy, chân tay đã mềm nhũn. Phương Minh Khôn và ba cảnh sát còn lại đều choáng váng, bọn họ cũng không ngờ Cơ Thanh Ảnh chợt nổ súng không chút dấu hiệu như vậy. Bây giờ đám người Phương Minh Khôn vẫn cảm thấy may mắn vì trong nhà hàng chỉ còn lại vài người, như vậy giải quyết hậu quả sẽ dễ dàng hơn. Nhưng lúc này bọn họ cũng cảm thấy toàn thân đầy nước đắng, vì sau khi nhiệm vụ này chấm dứt, sợ rằng mình cũng khó thể tiếp tục là cảnh sát. Chồng, ngươi lừa chấm muốn tru di cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh dọa chết khiếp một đám người lại dùng ánh mắt mất vui nhìn Hạ Thiên, có chút tức giận. Tôi nào có lừa cô. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội, nàng ngu ngốc như vậy còn cần phải gạt sao? Cậu nói thứ này có thể giết người, vậy sao hắn vẫn còn sống? Cơ Thanh Ảnh bĩu môi, nàng chỉ vào Đinh Tử Phong. Đó là cô không bắn trúng hắn. Hạ Thiên thật sự không biết nói gì hơn. Đinh Tử Phong thật sự không chết. Hắn tuy ngã xuống đất nhưng là vì sợ quá mà ngã xuống, đừng nói là không chết, hắn cũng hoàn toàn không bị thương. Lần đầu tiên Cơ Thanh Ảnh nổ súng căn bản là bắn lên tường, cũng vì đám khách khác bỏ chạy hết nên không làm ai bị thương, chỉ làm cho đám người ở lại sợ chết khiếp mà thôi. Ta phải làm sao mới bắn trúng hắn? Cơ Thanh Ảnh rất mất hứng. Cô thử vài lần là được thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kỹ thuật bắn súng cần rèn luyện. Vì vậy mà Cơ Thanh Ảnh tiếp tục chĩa mũi súng về phía Đinh Tử Phong. Đừng nổ súng. Đinh Tử Phong vội vàng hô lên, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Đùng, đùng, đùng. Tiếng súng liên tục vang lên. Cơ Thanh Ảnh tuy lúc nào cũng muốn tru di cửu tộc Hạ Thiên, nhưng nàng lại rất nghe lời hắn, vì vậy mà lúc này nàng lại thử thêm vài lần, liên tục bóp cò. Trong nhà hàng vang lên những tiếng kêu thét kinh hoàng, mùi hương nước tiểu bay vào trong mũi mọi người. Trên mặt đất ướt đẫm, rõ ràng là tên Đinh Tử Phong không thể khống chế được mình. Mà bạn gái của Đinh Tử Phong thì may mắn hơn, nàng bị dọa trực tiếp hôn mê. Vẻ mặt bốn người Phương Minh Khôn cực kỳ tái nhợt, đầu óc càng trống rỗng, dù Phương Minh Khôn là người có gần 30 năm kinh nghiệm làm cảnh sát nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải sự kiện thế này. Chồng, ta nhất định phải xử lý cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh lại dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, lúc này nữ hoàng thật sự tức giận. Vì nàng vẫn không thể giết người, Đinh Tử Phong vẫn còn sống. Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh. Kỹ thuật bắn súng của cô rất tốt. Kỹ thuật của ta rất tốt sao? Cơ Thanh Ảnh chợt vui vẻ trở lại. Đúng, rất tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Với khoảng cách thế này thì không trúng còn khó hơn cả trúng. Nếu lần thứ nhất bắn không trúng thì còn không tính là khó. Nhưng càng khó tìm là cô bắn lần nào cũng không trúng. Đây rõ ràng là cấp bậc thần súng. Người đang trêu chọc ta. Cơ Thanh Ảnh mất hứng. Chấm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, Cơ Thanh Ảnh trả súng lại cho Phương Minh Khôn. Trả lại cho ngươi, chơi không vui. Nữ hoàng mất vui nên phì phò đi ra ngoài, Hạ Thiên tất nhiên cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo, Phương Minh Khôn thì gọi điện thoại, báo cáo sự việc, sau đó cùng ba viên cảnh sát khác đi khỏi nhà hàng. Lúc này tình hình rối rắm trong nhà hàng Tây được giao cho người khác xử lý. Trước khi rời khỏi nhà hàng thì Phương Minh Khôn còn đưa mắt nhìn Đinh Tử Phong, hắn thở dài một hơi và có chút thất vọng. Sở dĩ Phương Minh Khôn thở dài một hơi vì phát hiện Đinh Tử Phong vẫn còn sống, thậm chí căn bản là không trúng đạn, vì thế mà hậu quả sẽ không nghiêm trọng. Hắn thất vọng vì Đinh Tử Phong còn sống, trong lòng hắn luôn hy vọng Cơ Thanh Ảnh có thể bắn chết Đinh Tử Phong. Điên, các người đều điên, ta sẽ không để yên cho các ngươi. Sau khi Phương Minh Khôn rời khỏi nhà hàng thì sau lưng chợt vang lên tiếng gào điên cuồng, lúc này Đinh Tử Phong mới có phản ứng. Nửa giờ sau, khi đến bên ngoài một gian phòng tổng thống ở khách sạn Tây Đô, đám người Phương Minh Khôn mới khẽ thở ra. Cơ Thanh Ảnh chơi súng mất vui mà bắt đầu sinh ra hờn dỗi, vì vậy nàng cũng không muốn tiếp tục dạo phố mà cùng Hạ Thiên quay về khách sạn Tây Đô, tất nhiên cảnh sát Tây Đô cũng coi như cố gắng hết sức. Khi thấy có một phòng tổng thống còn trống thì đám cảnh sát đăng ký đổi phòng ngay cho Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh.
Tuy phòng tổng thống rất rộng, đủ không gian cho đám cảnh sát ở lại nhưng bọn họ vẫn tự giác ở ngoài, bọn họ không dám quấy rối hai người kia, cũng không muốn trở thành Đinh Tử Phong thứ hai. Lúc này Phương Minh Khôn nhận được điện thoại của cục trưởng Bành, điều này càng làm cho hắn thêm quyết tâm, vì chuyện xảy ra ở nhà hàng Tây sẽ không được truy cứu, bọn họ cũng không cần phải lo lắng. Những năm gần đây muốn làm cảnh sát cũng không phải bắt nhiều tội phạm, nguyên nhân rất đơn giản, làm cảnh sát chỉ vì đây là một công tác rất tốt. Chú Khôn, trong cục nói không truy cứu trách nhiệm của chúng ta, nhưng tiểu tử Đinh Tử Phong kia nhất định sẽ báo thù. Cao Dũng lúc này khẽ nói. Tiểu tử kia hèn hạ vô sỉ, không từ thủ đoạn, ai cũng không biết hắn sẽ làm gì với chúng ta. Súc sinh kia vừa bị dọa vỡ gan, sẽ chưa hẳn đến gây phiền cho chúng ta. Trong mắt Phương Minh Khôn lóe lên cái nhìn phẫn nộ và hung ác. Điều này cũng khó nói. Cao Dũng lắc đầu. Tiểu tử kia có quyền có thế, chúng ta thật sự không dễ trêu vào. Đúng là đáng tiếc, nếu vị cơ tiểu thư kia mà bắn chết tiểu tử kia thì quá tốt, tôi cảm thấy dù kết quả là như vậy thì cơ tiểu thư cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chú Khôn, hai người bọn họ rốt cuộc có thân phận gì vậy? Vương Hiểu Linh lúc này cũng hiếu kỳ hỏi một câu. Tôi cũng không hiểu rõ, bọn họ nằm trong tư liệu tuyệt mật của cảnh sát, tôi cũng không thể xem được. Phương Minh Khôn lắc đầu. Cục trưởng Bành nói, thành phố Tây Đô không ai dám động vào bọn họ, vì vậy mọi người chỉ cần biết vậy là được. Lợi hại thế à? Vương Phương hô lên một tiếng kinh hoàng. Nhưng cơ tiểu thư thật sự xinh đẹp, có lẽ rất nhiều người ở thành phố Tây Đô này sẽ bị thu hút. Chú Khôn, cháu thấu lúc này thù của chú có hy vọng được báo rồi. Cao Dũng có chút hưng phấn. Tiểu tử Đinh Tử Phong kia có tâm tư báo thù rất mạnh, chắc chắn sẽ không nhịn cơn tức lần này. Cháu thấy hắn sẽ tìm trả thù cơ tiểu thư, đến lúc đó hắn chỉ còn con đường chết mà thôi. Bây giờ ai cũng biết Đinh Tử Phong là kẻ đùa bỡn con gái độc nhất của Phương Minh Khôn, làm nàng có mang, sau đó vứt bỏ, cuối cùng còn cố ý ép con hắn bị điên. Còn Đinh Tử Phong vì sao phải làm như vậy thì thật sự nhiều người không rõ, nhưng Cao Dũng thì biết, vì Phương Minh Khôn có thù giết cha với Đinh Tử Phong. 20 năm trước cha của Đinh Tử Phong là tội phạm ma túy, khi buôn ma túy thì bị Phương Minh Khôn bắn chết tại chỗ. Đinh Tử Phong rời khỏi thành phố Tây Đô khi chưa đến 10 tuổi, vài năm sau hắn về Tây Đô với thân phận là thương nhân thành công, khi gặp mặt con gái của Phương Minh Khôn thì bắt đầu theo đuổi. Phương Minh Khôn căn bản không biết Đinh Tử Phong chính là con trai của kẻ buôn ma túy mà mình đã xử lý năm xưa, hơn nữa hắn công tác bận rộn, cũng rất ít khi lo lắng cho con gái. Vì vậy Đinh Tử Phong nhanh chóng hứa hẹn kết hôn với con gái của Phương Minh Khôn, làm bụng nàng bự lên, nhưng khi cô ta đang vui vẻ trong hạnh phúc thì Đinh Tử Phong bắt đầu giở trò tra tấn, đầu tiên cố ý cho nàng thấy mình chơi bời với cô gái khác, cuối cùng còn nói mình chỉ chơi đùa với nàng mà thôi, vì thế mà con gái của Phương Minh Khôn không chịu đựng được, thật sự nổi điên. Chương 1450, an tâm giết chóc. Sau khi biết được chân tướng sự việc thì Phương Minh Khôn thật sự muốn giết chết Đinh Tử Phong. Nhưng con gái của hắn cần được chăm sóc. Vợ hắn mất sớm, cũng chỉ có một đứa con mà thôi, nếu hắn giết người thì dù không bị bắn chết cũng phải tù hơn 20 năm, con gái của hắn cũng sẽ xong đời. Vì vậy hắn cố gắng ẩn nhẫn, dù là Đinh Tử Phong khiêu khích thế nào cũng chỉ nhịn nhục, vì con gái cũng chỉ có thể nhịn mà thôi. Tất nhiên Phương Minh Khôn cũng sẽ không buông tha cho Đinh Tử Phong, hắn luôn tìm hiểu bằng chứng phạm tội của đối phương. Vì hắn luôn hoài nghi những hạng mục kinh doanh của đối phương là lập nghiệp từ tiền buôn ma túy của người cha quá cố, vì năm xưa cảnh sát không tìm được nhiều tiền. Nhưng đáng tiếc nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, hắn không có chứng cứ gì cả. Trước đó không lâu thì Đinh Tử Phong rõ ràng cấu kết với con gái của một vị phó chủ tịch thành phố Tây Đô, đến lúc này thì Phương Minh Khôn muốn động vào Đinh Tử Phong càng thêm khó, ngược lại thì Đinh Tử Phong muốn gây khó cho Phương Minh Khôn càng dễ dàng. Bây giờ đừng nói là một cảnh sát hình sự bình thường như Phương Minh Khôn, dù là cục trưởng cục công an thành phố cũng không dám đơn giản đắc tội với Đinh Tử Phong. Rất nhiều người cảm thấy Phương Minh Khôn muốn báo thù là không thể, trừ khi hắn phải hy sinh tất cả mọi cái giá phải trả, bắn chết Đinh Tử Phong. Nhưng bọn họ cũng hiểu, trừ khi con gái của Phương Minh Khôn chết đi, nếu không hắn sẽ chẳng làm như vậy. Nhưng sự kiện vừa xảy ra làm cho Cao Dũng cảm thấy hy vọng báo thù của Phương Minh Khôn được nhen nhóm trở lại. Phương Minh Khôn thật ra cũng nghĩ là như vậy, nhưng hắn cũng không công khai nói ra, hôm nay hắn thấy tên súc sinh Đinh Tử Phong bị dọa cho té đái, trong lòng hắn cũng thật sự vui sướng. Có nhà vui thì có nhà sầu, Phương Minh Khôn ở bên ngoài phòng Tổng thống đang vui vẻ thì nữ hoàng mất trí cơ Thanh Ảnh ở trong phòng cảm thấy bất mãn,
nó được nàng biểu hiện toàn vẹn trên vẻ mặt. Trẫm mất hứng, ngươi mau làm cho trẫm vui vẻ, nếu không trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh chu miệng nhỏ nhắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn Hạ Thiên. Tôi cũng đang mất hứng. Hạ Thiên tức giận nói, tiểu yêu nữ Cơ Thanh Ảnh này lại muốn tra tấn mình sao? Trẫm không cho phép ngươi mất hứng. Cơ Thanh Ảnh càng mất hứng. Hạ Thiên dứt khoát mặc kệ Cơ Thanh Ảnh. Này, nói gì đi? Hạ Thiên dứt khoát nằm lên giường, bộ dạng buồn ngủ. Này, không cho phép ngủ. Hạ Thiên dứt khoát ngáy khò khè, tuy ngày thường hắn nằm ngủ cũng không ngáy. Thức dậy, nếu không trẫm sẽ giết ngươi. Cơ Thanh Ảnh còn chưa dứt lời thì đã bị Hạ Thiên chặn miệng, sau đó hắn ép nàng xuống bên dưới, sau nửa ngày bị nàng lăn qua lăn lại, bây giờ đến lượt hắn hoạt động. 2 giờ rưỡi chiều, ở cổng trường Đại học Tây Đô Giao Đại. An Tâm từng là một người được vinh danh là Hoa hậu giảng đường tinh khiết nhất Đại học Tây Đô Giao Đại, nàng đang đi ra cổng, trên đường đi có không ít người chỉ trỏ vào nàng, còn có thể nghe được vài tiếng nghị luận. Bọn họ hoặc là đồng tình, hoặc là bỏ đá xuống giếng, nhưng nàng cũng làm như không phát hiện ra, giống như không nghe thấy, vẫn thờ ơ xem nhẹ. Đại biến vào tháng trước làm cho An Tâm càng có thêm khí chất hấp dẫn người khác hơn hẳn trước kia, làm người ta cảm thấy rất đặc biệt. An Tâm, bên này. Một âm thanh dễ nghe vang lên. An Tâm đưa mắt nhìn, cách đó không xa là Đào Mai đứng bên cạnh một chiếc xe, đối phương đang ngoắc nàng. Đào Mai, đây là xe của bạn sao? An Tâm đi đến bên cạnh chiếc xe Honda mới tinh rồi dùng giọng tự nhiên hỏi một câu. Đúng vậy, mới mua vào tháng trước. Trong giọng nói của Đào Mai có vài phần hương vị khoe khoang, tuy không phải là xe xịn, chỉ là một chiếc Honda mà thôi nhưng giá cũng là 200 ngàn, đối với sinh viên thì có chiếc xe như vậy cũng đủ tư bản để huênh hoang rồi. Đào Mai kéo cửa xe ngồi xuống rồi gọi An Tâm. An Tâm, lên xe đi, nếu kẹt xe thì cũng mệt đấy. Vì vị đại sư Thôi Miên kia bày ra cái giá rất lớn, nếu đi trễ sợ rằng đối phương sẽ không chờ. À, được, chúng ta đi nhanh thôi. An Tâm gật đầu, nàng tiến vào trong xe rồi ngồi xuống bên cạnh Đào Mai. Xe nhanh chóng khởi động, đường đi thuận lợi, căn bản không kẹt xe, không gặp tai nạn xe ngoài ý muốn, nói chung là 20 phút sau đi đến một căn biệt thự. Cửa chính biệt thự mở rộng, Đào Mai trực tiếp lái xe vào bên trong, xe dừng lại. Đây là một căn biệt thự độc lập, diện tích khá lớn, tương đối vắng vẻ, dù bây giờ là ban ngày cũng tương đối yên tĩnh. An Tâm xuống xe và quét mắt nhìn biệt thự, nàng khẽ nhíu mày. Đào Mai, đây là nhà của đại sư Thôi Miên sao? Không phải, biệt thự này là của một người bạn của đại sư kia, ông ta không phải người ở Tây Đô, chỉ ngẫu nhiên đến đây, khi đến đây đều cơ bản ở nhà bạn bè. Đào Mai giải thích, sau đó nàng kéo tay An Tâm. Đi thôi, chúng ta đi vào, chờ khi bạn khôi phục lại trí nhớ, biết rõ tên khốn nào hại cậu, đến lúc đó sẽ báo cảnh sát bắt bọn họ lại. Được, chúng ta vào thôi. An Tâm khẽ lên tiếng, trong mắt lóe lên cái nhìn quái dị. Đào Mai cũng tỏ ra vui sướng, nàng nhanh chóng đi lên, gõ cửa. Cửa phòng mở ra, Đào Mai và An Tâm đi vào phòng khách biệt thự, bên trong có hai người đàn ông giống như vệ sĩ. Hai người đàn ông này vừa thấy Đào Mai và An Tâm tiến đến thì đi ra khỏi phòng khách, đóng cửa phòng lại, vì vậy mà lúc này ở bên trong chỉ còn lại An Tâm và Đào Mai. An Tâm, cậu ngồi chờ ở đây, đại sư có lẽ ở trên lầu, tôi đi tìm ông ấy. Đào Mai khẽ nói với An Tâm. An Tâm khẽ gật đầu. Được. Đào Mai nhanh chóng đi lên lầu, vài phút sau nàng đưa một người đàn ông đi xuống cầu thang, nàng đi sau lưng đối phương, cả hai chậm rãi bước xuống. Người đàn ông kia sau khi xuống lầu thì dùng ánh mắt quái dị nhìn An Tâm. Người đàn ông này hơn 20, làn da trắng nõn, tướng mạo bình thường, không tính là anh tuấn cao lớn, thực tế thì còn chưa cao đến 1m7. Gương mặt của hắn cũng không quá xấu, nhưng cách ăn mặc lại không bình thường, vì hắn mặc áo ngủ, lúc này là ban ngày, lại có khách trong nhà, bình thường sẽ chẳng ai mặc áo ngủ vào lúc này. Vị này là An Tâm tiểu thư phải không? Người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng đi đến trước mặt An Tâm và duỗi tay phải. Tôi là Vưu An Phú. An Tâm không có ý muốn bắt tay với Vưu An Phú, nàng chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đối phương, nàng thản nhiên nói. Tôi biết anh là ai? Sao? Vẻ mặt Vưu An Phú chợt biến đổi. Đào Mai nói với cô tôi là ai sao? Đúng vậy, tôi là vị đại sư Thôi Miên kia. Anh không phải là đại sư Thôi Miên gì cả,
anh chẳng qua chỉ là một tên cầm thú ỷ mình có tiền để lăng nhục sinh viên vô tội mà thôi. Giọng điệu của An Tâm vẫn rất bình thản. Tôi đã cho anh cơ hội, đáng tiếc là anh không quý trọng. Sao? Đào Mai chợt hô lên kinh hoàng, nàng dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn An Tâm. Cô không mất trí sao? Đào Mai, cô đã hại bản thân của mình một lần còn chưa đủ sao? Không phải muốn lần thứ hai nữa à? An Tâm đưa mắt nhìn Đào Mai, ánh mắt có hơi lạnh. Cô bán đứng bạn mình để có 200 ngàn mua xe hơi, lúc này chẳng lẽ cô cần tiền mua nhà sao? An Tâm, cô, sao cô? Vẻ mặt Đào Mai chợt tái nhợt, tay chân luống cuống. Đào Mai, cô sợ gì? Vưu An Phú chợt giống lên. Dù cô ta không mất trí, bây giờ không phải cũng rơi vào trong tay chúng ta sao? Vưu An Phú hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn An Tâm. Cô đã không mất trí, tôi cũng lười chơi trò thủ đoạn với cô, tháng trước cô tình nguyện nhảy lầu chết cũng không muốn cho thiếu gia này động vào người, nhưng ông trời có mắt, cô không chết, như vậy đã nói rõ cô sẽ là thứ mà thiếu gia cưỡi lên. Vưu thiếu gia, cô ta không mất trí mà còn dám đến chỗ này, cô ta có thể báo cảnh sát hay không? Đào Mai dùng giọng bất an nói. Báo cảnh sát? Vưu An Phú cười lạnh một tiếng. Báo cảnh sát thì làm thế nào được? Bổn thiếu gia cũng không phải chỉ chơi vài cô, khi nào thì có cảnh sát tìm tôi. Vưu An Phú nhìn An Tâm rồi tiếp tục nói. Lần trước cô ta không dám báo cảnh sát, lần này còn dám làm gì tôi? Bổn thiếu gia vừa ý con nào thì chưa bao giờ cho chạy trốn, dù nhảy lầu cũng không thoát. An Tâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vưu An Phú, vẻ mặt không chút kinh hoàng. Bắt trói nàng ta lại. Vưu An Phú giống lên một tiếng, trong mắt lóe lên hào quang tà ác. Cứ giả vờ thánh nữ trước mặt bổn thiếu gia, hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho cô biết tay. Hai tên đàn ông từ trên lầu ào xuống, lúc này cửa phòng khách cũng mở ra, hai tên vệ sĩ vừa rồi đi ra ngoài cũng nhanh chóng đi đến. Rõ ràng Vưu An Phú hôm nay chuẩn bị rất đầy đủ, bốn tên đàn ông to lớn đối phó với một cô gái nhu nhược như An Tâm thì. Rõ ràng là quá đủ. Nhưng đúng lúc này thì An Tâm chợt có động tác, nàng vung tay phải lên, hai luồng sáng bắn ra. Hai tên vệ sĩ vừa đi vào đã ngã xuống đất không một tiếng động. Sau đó nàng lại vung tay trái lên, hai tên đàn ông từ trên lầu chạy xuống cũng ngã xuống đất không chút dấu hiệu. Cô làm gì với bọn họ? Vẻ mặt Vưu An Phú chợt biến đổi lớn, tình cảnh kia làm hắn cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Tôi đã nói rồi, tôi cho các người cơ hội, tôi vốn định sống yên tĩnh một đời, nhưng các người đến quấy rầy, như vậy thì chết đi. An Tâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vưu An Phú. Ngón tay lại bắn ra, lại một luồng sáng lóe lên. Á! Vưu An Phú chợt rên thảm một tiếng, hắn dùng hai tay ôm lấy cuống họng, sau đó ngã ầm xuống sàn nhà. Cô không phải là người. Đào Mai chợt dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn An Tâm, nàng chợt hét lên rồi chạy ra ngoài. Quỷ, có quỷ, cứu mạng, á! Đào Mai chưa chạy đi bao xa thì ngã xuống. An Tâm khẽ đi qua thi thể của Đào Mai, nàng đi ra ngoài biệt thự không chút hoang mang. Thêm điểm danh tiếng cho Titi báo cáo bài viết trả lời kèm theo trích dẫn. Chương 1451, đoạt xá. An Tâm đi ra khỏi biệt thự không nhanh không chậm, gương mặt xinh đẹp không có chút lo lắng, tình cảnh giết chóc vừa rồi nhìn có vẻ không ảnh hưởng đến nàng, có lẽ đối với nàng thì đó chưa hẳn là giết chóc, chỉ là bóp chết vài con kiến mà thôi. An Tâm đi không nhanh, tốc độ nhìn qua giống như với những cô gái bình thường, nàng đi ra khỏi cổng biệt thự. Sau khi đi được 200 mét thì nàng chợt cảm thấy có cái gì đó, nàng nhíu mày, sau đó nàng dừng bước, xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa. Trên không trung có một thứ gì đó như sao băng đang lao về phía bên này, chỉ sau nháy mắt đã đến trước mặt An Tâm, là một người đàn ông mặc thanh sam. An Tâm đang định lên tiếng thì chợt cảm thấy một uy áp tinh thần phóng đến, nàng thật sự không thể nhúc nhích, vì vậy mà vẻ mặt nàng chợt biến đổi, trở nên trắng bệch. Nhiếp sư đệ. Ngươi làm gì vậy? An Tâm dùng một câu khó hiểu nói. Thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không ta sẽ cho ngươi hình thần câu diệt. Người đàn ông mặc thanh sam thật sự là Nhiếp Tử Hùng, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn An Tâm, giọng điệu càng lạnh lùng, rõ ràng không có kiên nhẫn nói nhiều. Ngươi muốn biết gì? Trên mặt đẹp của An Tâm đã xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Ngươi là Tô Vô Song sao? Nhiếp Tử Hùng lạnh lùng hỏi. Tô Vô Song đã chết rồi. Ta bây giờ là An Tâm. An Tâm dần tỉnh táo lại. An chính là An Tĩnh, Tâm chính là Tĩnh Tâm. Hai người khác đâu, đã xảy ra chuyện gì?
Nhiếp Tử Hùng tiếp tục hỏi. Chúng ta vừa rời khỏi trận pháp thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba người bỏ mạng ngay tại chỗ, hai người bọn họ chỉ là kim đan kỳ nên hình thần câu diệt, mà nguyên anh của ta thì miễn cưỡng chạy đi, may mà đến được với cơ thể này, cho nên trở thành như bấy giờ. An Tâm bình tĩnh nói. Nhiếp sư đệ, ta không biết ngươi muốn gì, ta cũng không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ta nói cho ngươi biết, dù là ngươi muốn làm gì thì ta cũng không ảnh hưởng đến ngươi. Tô Vô Song ngày xưa đã không còn tồn tại, sau này ta sẽ là An Tâm, ta sẽ sống ở thế giới này. Thì ra là đoạt xá. Trong mắt Nhiếp Tử Hùng lóe lên tinh quang. Ngươi lại nhắc nhở ta một chuyện. An Tâm không nói gì, mà nàng cũng không thể nhúc nhích, tất nhiên cũng không thể phản kháng. Nàng chỉ có thể lặng lặng đứng đó chờ sự phán quyết của Nhiếp Tử Hùng. Ngươi thích thế giới này. Nhiếp Tử Hùng đưa mắt nhìn An Tâm, giọng điệu không quá lạnh lùng. Ta thích cuộc sống ở đây. An Tâm trả lời. Ngươi vừa nhắc nhở ta một chuyện, xem như giúp ta một lần. Nhiếp Tử Hùng chậm rãi nói. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Việc gì? An Tâm không do dự, nàng mở miệng hỏi ngay. Rõ ràng với tu vi hiện tại của nàng thì không có phần thắng gì ở trước mặt Nhiếp Tử Hùng, cũng không có cơ hội bỏ chạy, vì vậy muốn sống sót phải nghe lời của đối phương. Ta muốn ngươi điều tra một người. Nhiếp Tử Hùng chậm rãi nói. Cục Công an thành phố Tây Đô. Cục trưởng Bành, các anh làm việc thế nào vậy? Ninh Tử Phong nổi trận lôi đình với Cục trưởng Cục Công an thành phố Tây Đô là Bành Trung Vượng. Tôi muốn bọn họ phải ngồi tù, ai cũng phải ngồi tù cho ông. Ninh Tử Phong vừa rồi bị dọa cho đái ra quần, bây giờ hắn đổi quần áo mới thì vọt đến cục công an, không thể không nói là da mặt rất dày. Ninh tiên sinh, anh đừng kích động, điều này. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bành Trung Vượng vừa khuyên Ninh Tử Phong vừa cười ha hả. Cục trưởng Bành, anh đừng như vậy, chỉ một câu mà thôi, anh có bắt người không? Ninh Tử Phong dùng ánh mắt tức giận nhìn Bành Trung Vượng, ông lão như Phật Di Lặc này đã vờn hắn 10 phút rồi. Hắn đã sắp không nhịn được nữa, sắp mất hết kiên nhẫn. Điều này, Ninh tiên sinh, tạm thời không thể bắt. Bành Trung Vượng cười nói, trong lòng thầm mắng, thằng khốn này không phải chỉ đi theo con gái của phó chủ tịch thành phố thôi sao? Bành Trung Vượng hắn dù sao cũng là một cục trưởng có quyền, dù là chủ tịch cũng phải nể mặt, thằng khốn này làm gì được mình? Vì sao không thể bắt? Ninh Tử Phong giống lên giận dữ. Ông mỗi tháng nộp vài triệu tiền thuế để nuôi đám rảnh rỗi các người sao? Ninh tiên sinh, anh không đi mà hỏi phó chủ tịch Ngô xem. Bành Trung Vượng có tố chất tâm lý rất tốt nhưng bây giờ cũng không nhịn được nữa. Nếu phó chủ tịch Ngô nói có thể bắt, tôi sẽ bắt người ngay. Được, để tôi đi tìm ông ấy. Ninh Tử Phong dùng ánh mắt oán hận nhìn Bành Trung Vượng, xem như hai bên đã kết oán. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Cục trưởng Cục Công an thành phố, Ninh Tử Phong lấy điện thoại ra gọi đi, tất nhiên không phải gọi cho phó chủ tịch Ngô. Chính là con gái của phó chủ tịch, là bạn gái Gia Gia của hắn. Gia Gia, bây giờ em thế nào rồi? Điện thoại vừa nối thông thì Đinh Tử Phong đã dùng giọng dịu dàng nói, vừa rồi Ngô Gia Gia bị dọa cho hôn mê, sau đó đưa đến bệnh viện, bây giờ đã tỉnh nhưng còn ở lại quan sát. Tử Phong, em không sao, anh đang ở đâu vậy? Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có chút mềm yếu của Ngô Gia Gia. Anh đang ở cục công an, lão già Bành Trung Vượng kia không chịu bắt người. Ninh Tử Phong tức giận nói. Tử Phong, thôi bỏ đi, em đã điện thoại cho bố, bố nói chúng ta nên chịu thiệt lần này, nếu không sẽ lớn chuyện. Ngô Gia Gia khẽ nói. Cái gì? Vẻ mặt Ninh Tử Phong chợt biến đổi. Bố em nói vậy à? Người phụ nữ kia có địa vị gì? Bố em không biết địa vị của người phụ nữ kia, nhưng ông ấy lại biết người đàn ông ở bên cạnh cô ta, đó là người không thể trêu vào, hình như là con của quan lớn ở thủ đô. Ngô Gia Gia cũng rõ ràng đã hỏi cha mình. Từ thủ đô đến sao? Ninh Tử Phong cười lạnh một tiếng. Anh không quan tâm hắn là con của vị quan lớn nào, chỗ này không phải là thủ đô, nếu chọc vào anh sẽ cho bọn họ có đến mà không có về, nếu cảnh sát không thể bắt người, anh chỉ có thể tự mình ra tay. Tử Phong, hay là coi như bỏ qua đi? Ngô Gia Gia nói có chút bất an. Gia Gia, em giúp anh một chút, em hỏi xem người đàn ông kia tên là gì? Bây giờ đang ở đâu? Ninh Tử Phong đến bây giờ cũng là kẻ có thù sẽ báo, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Được rồi. Ngô Gia Gia đồng ý. Trong một căn biệt thự ở thành phố Tây Đô, có một ông lão đang ngồi trong phòng khách,
phía đối diện là một người đàn ông hơn 30 tuổi đang pha trà. Ông lão tóc bạc trắng, tinh thần rất tốt, cặp mắt sâu sắc, người đàn ông hơn 30 thì có bộ dạng xấu xí nhưng cặp mắt lại làm người ta cảm thấy hung hãn. Chú Lý, mời chú uống trà. Người đàn ông hơn 30 rất cung kính với ông lão kia. Ông lão nhận trà, uống một ngụm rồi buông xuống. A Hào, gần đây tin đồn hơi căng, các người cần phải an phận, đừng gây chuyện. Vâng, cháu biết rồi, chú Lý, cháu sẽ phân phó xuống dưới. A Hào khẽ gật đầu. Chú Lý gật đầu. A Hào, gần đây cậu làm việc khiến tôi rất yên tâm, cậu vẫn còn trẻ, người còn trẻ thường nóng tính, cũng may những năm này cậu đã biết ẩn nhẫn nhiều hơn. Vài ngày nữa sẽ đến ngày đại thọ 70 của tôi, đến ngày đó tôi sẽ giao công ty ở đây cho cậu nắm, tôi cũng không sống được thêm vài năm, coi như cậu để tôi được hưởng phúc thêm vài năm nữa vậy. Chú Lý, sao chú lại nói như vậy? Chú mới 70 tuổi, cháu tin chú sẽ sống lâu trăm tuổi. A Hào vội vàng nói. Được rồi, có ai sống được trăm tuổi vào thời này? Có thể đến 70 đã xem như trường thọ rồi. Chú Lý khoát tay nói. A Hào, chúng ta làm nghề này mà sống đến độ tuổi như vậy cũng không dễ dàng, nếu muốn trường thọ thì nhất định phải biết cách tiến lùi. Chú Lý, cháu sẽ khắc ghi lời dạy của chú. A Hào tiếp tục gật đầu. Đúng lúc này có người gõ cửa. Vào đi. A Hào hô lên một tiếng. Cửa bị đẩy vào, một tên thanh niên khôi ngô đi đến. Chào chú Lý, anh Hào. Hổ tử, có chuyện gì? A Hào khẽ nhíu mày. Không biết tôi đang dùng trà với chú Lý sao? Anh Hào, Đinh Tử Phong gọi điện thoại đến muốn chúng ta xử lý giúp hai người. Tên thanh niên khôi ngô trả lời. Những việc như vậy chính các người xử lý là được, trước kia cũng chưa phải chẳng làm qua bao giờ, đừng sai sót là được. A Hào có chút mất kiên nhẫn. Anh Hào, trong hai người kia có một kẻ là Hạ Thiên. Tên thanh niên khôi ngô khẽ nói. Mặc kệ hắn là Hạ Thiên hay Đông Thiên, cái gì, Hạ Thiên? Lúc đầu A Hào còn chưa kịp phản ứng nhưng khi nhớ đến tên thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Hạ Thiên nào, có phải là Hạ Thiên trước kia đã phát ra mệnh lệnh thần y hay không? Anh Hào, tạm thời còn chưa rõ, em cũng không thể làm chủ, vì vậy mới phải hỏi anh. Tên thanh niên khôi ngô nói. Trước tiên điều tra rõ ràng rồi nói sau. Vẻ mặt A Hào có chút khó coi. Nhớ kỹ, nhất định chú ý, không để Hạ Thiên phát hiện ra. Anh Hào, em sẽ đi kiểm tra ngay. Tên thanh niên lên tiếng rồi xoay người bỏ đi. Chờ chút. Không đợi tên thanh niên kịp đi ra, A Hào lên tiếng hỏi. Nhớ đưa hình đến cho tôi. Vâng, anh Hào. Tên thanh niên lên tiếng. Mặt khác thông báo cho tất cả mọi người, vài ngày tới nên cố gắng an phận, đưa ảnh của Hạ Thiên vào số điện thoại của tất cả mọi người, để cho bọn họ nhận dạng ra đối phương mà tránh ra xa, nếu là trốn không được thì phải khách khí, nhớ chưa? A Hào rõ ràng khá căng thẳng. Rõ, anh Hào, em đi làm ngay. Tên thanh niên gật gật đầu. Được, chú đi đi. A Hào phất tay nói. Đợi tên thanh niên khôi ngô đi ra ngoài, A Hào nhìn chú Lý, vẻ mặt có chút bất an. Chú Lý, chú đừng nóng, không phải cháu nhát gan, cũng không phải làm mất mặt chú, nhưng tên Hạ Thiên kia thật sự không thể chọc vào. Chú Lý khoát tay cắt đứt lời A Hào. Không, A Hào, cậu làm rất tốt, đây chính là những gì tôi đã nói với cậu, muốn sống lâu thì phải biết tiến biết lùi, ai không thể trêu vào thì đừng động đến. Chương 1452, Hiệp nữ vô song. Hạ Thiên không biết mình bị rất nhiều người theo dõi, hắn dù biết cũng không quan tâm. Lúc này trên giường lớn trong phòng tổng thống của khách sạn Tây Đô, hắn đang ở trên người Cơ Thanh Ảnh, hưởng thụ tư vị mất hồn. Lúc này những dòng nước ngầm bên ngoài bắt đầu vận chuyển nhưng trên giường lại mưa to gió lớn, yêu nữ mất trí Cơ Thanh Ảnh đã ở dưới Hạ Thiên cả nửa ngày, sau đó leo lên trên cả nửa ngày mới đủ làm cho hắn thỏa mãn. Khi mưa gió ngừng lại thì đã là tối mịt. Ta đói bụng rồi. Cơ Thanh Ảnh ghé sát lên người Hạ Thiên nói, giọng điệu mất hứng. Ăn cái này đi. Hạ Thiên lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh cũng không quan tâm đó là gì, nàng trực tiếp nuốt ngay. Không no, còn muốn nữa. Không thể ăn nữa, mỗi lần chỉ được ăn một viên thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Á, Cơ Thanh Ảnh chợt nhảy dựng lên, sau đó nàng cũng không kịp mặc quần áo mà cứ như vậy ngồi khoanh chân vận công trên giường. Viên thuốc kia chính là đan dược dùng để gia tăng công lực. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh bắt đầu vận công thì Hạ Thiên cũng ngồi dậy,
hắn mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất, sau đó lấy ra một cây ngân châm đâm về phía Cơ Thanh Ảnh. Tuy yêu nữ kia mỗi ngày đều thích làm phiền Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn muốn giúp nàng tăng chút công lực, trước tiên cho nàng tiến lên kim đan kỳ rồi nói sau. Tuy Cơ Thanh Ảnh có trí nhớ rối loạn nhưng lại nhớ phương pháp tu luyện rất rõ ràng, dưới sự trợ giúp của Hạ Thiên thì nàng hấp thu đan dược rất thuận lợi, hiệu quả cũng vượt xa dự đoán của hắn. Cơ Thanh Ảnh dù sao cũng tẩy tủy cách đây chưa lâu, chính nàng căn bản cũng không tu luyện, giống hệt như Kiều Tiểu Kiều. Vì vậy dựa theo dự tính của Hạ Thiên thì nàng có ăn đan dược kia vào thì công lực cũng không tăng tiến quá nhiều, vì thế cũng không đủ thi triển đệ ngũ châm. Nhưng sau khi Cơ Thanh Ảnh thu công thì hắn kinh ngạc phát hiện ra vấn đề, bây giờ công lực của nàng hoàn toàn vượt xa so với những người khác khi dùng đan dược. Dược lực của viên đan dược kia đã bị nàng hấp thu toàn diện, vì vậy mà nàng không cần tu luyện cũng có thể trực tiếp được thi triển đệ ngũ châm. Không hổ danh là yêu nữ. Hạ Thiên lầm bầm. Chấm không phải là yêu nữ. Cơ Thanh Ảnh nghe được lời nói của Hạ Thiên thì mất hứng, nàng phản bác. Ta đói bụng rồi, ta muốn ăn cơm. Hạ Thiên muốn thi triển đệ ngũ châm cho Cơ Thanh Ảnh nhưng cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho quầy phục vụ trước, để bọn họ đưa thức ăn lên phòng. Trên đường trong thành phố Tây Đô, một bóng hình thướt tha đi đến một chiếc xe taxi, chính là An Tâm. Bác Tài, đến khách sạn Tây Đô. An Tâm kéo cửa sau leo lên xe, sau đó nàng nói với tài xế taxi. Xe taxi nhanh chóng khởi động, An Tâm dựa lưng lên ghế, khẽ nhắm mắt, trong đầu hiện lên từng hình ảnh ngày xưa. An Tâm đi vào thế giới này đã được hơn một tháng, khoảng thời gian này nàng đã dần thích ứng với thân phận mới, những chuyện ngày xưa như dần cách xa nàng. Nhưng Nhiếp Tử Hùng xuất hiện lại làm cho nàng nhớ lại quá khứ. Thật ra nàng cũng không phải là An Tâm, buổi tối một tháng trước An Tâm bị một người bạn bán đứng, thiếu chút nữa bị Vưu An Phú làm nhục, vì vậy mà quyết định nhảy lầu tự tử. An Tâm chết ngay tại chỗ, khi đó nàng mất đi cơ thể và nhanh chóng chiếm lấy An Tâm. Trước kia nàng đã từng là hiệp nữ giang hồ, có kiếm pháp khuynh thành, chém chết nhiều đạo trích giang hồ, hiệp nữ vô song, nàng từng có tên là Tô Vô Song. Nhưng Tô Vô Song không nên giết chết một người, một tên thiếu gia cưỡng đoạt dân nữ, vì tên đó có một người anh tu tiên. Thế giới kia giang hồ thế tục và giới tu tiên là hai thế giới khác hẳn nhau, giữa hai thế giới này ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc cùng xuất hiện. Từ khi Tô Vô Song giết tên thiếu gia kia, nàng bắt đầu bị người tu tiên đuổi giết. Một cao thủ trong võ lâm giang hồ thế tục đứng trước mặt một người tu tiên cấp thấp thì cũng không chịu nổi một đòn, tất nhiên Tô Vô Song bị một người tu tiên theo sát. Rõ ràng là cực kỳ không may mắn. Nhưng nếu bị một người tu tiên cao thủ nhìn vào thì Tô Vô Song lại may mắn, nàng trốn vào Phiêu Miểu Tiên Môn, sau đó được nhận làm đệ tử. Vài chục năm sau nàng không ra khỏi Phiêu Miểu Tiên Môn, ngoài tu luyện thì nàng chỉ tu luyện, vì kẻ thù mà tu luyện. Phiêu Miểu Tiên Môn chứa chấp nhưng lại không muốn giải quyết mối thù cho Tô Vô Song, vì đối phương cũng có môn phái lớn hậu thuẫn, hai bên coi như đạt thành hiệp nghị, để cho bọn họ tự giải quyết. Chỉ cần Tô Vô Song chưa rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Môn, đối phương cũng sẽ không đến báo thù. Vài chục năm tu luyện thì Tô Vô Song cảm thấy rất mệt mỏi, tâm tình mệt mỏi, nhưng lần này nàng là người chủ động đi tìm Nguyệt Thanh Nhã, vì nàng muốn rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Môn. Cuối cùng Tô Vô Song đến thế giới gọi là địa cầu này, nàng trở thành An Tâm. Tô Vô Song thật ra cũng là An Tâm, có lẽ vì trong nháy mắt khi An Tâm chết đi thì nàng đã chiếm vào đoạt xá, vì vậy mà linh hồn của An Tâm vẫn chưa tiêu tán, hai người dung hợp vào nhau, cũng vì vậy mà nàng có được tất cả trí nhớ của đối phương. Bây giờ nàng vừa là Tô Vô Song vừa là An Tâm, nhưng nàng càng muốn làm An Tâm hơn, vì nàng phát hiện mình thích cuộc sống này, nàng muốn có thân phận của An Tâm, nàng muốn sống ở đây, nàng có thể buông ước mơ hiệp nữ, buông bỏ tu luyện. Cũng vì thế mà An Tâm không đi tìm Vưu An Phú và Đào Mai để báo thù, vì nàng muốn một cuộc sống tĩnh lặng, nàng muốn không nhớ đến những sự việc trước đó. Nàng vốn tưởng rằng Vưu An Phú sẽ thức thời mà không đến gây phiền, nhưng rõ ràng nàng đã đánh giá thấp lá gan của đối phương và sự tham lam của Đào Mai, vì Đào Mai lại tiếp tục xếp đặt đưa nàng vào cạm bẫy. Đây là lần đầu tiên Tô Vô Song giết chóc khi tiến vào thế giới này, nhưng lần này nàng lại dẫn đến Nhiếp Tử Hùng. Một Nhiếp Tử Hùng trước nay không tính là một đệ tử gây cho người ta sự chú ý lại làm cuộc sống của nàng mất đi sự an tĩnh. An Tâm không khỏi nhớ đến một câu nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Vì sống sót mà An Tâm không thể không làm một chuyện, đó là điều tra về một người, kẻ đó là Hạ Thiên. Mà người đàn ông này đang ở khách sạn Tây Đô, nàng biết nếu làm không tốt thì Nhiếp Tử Hùng sẽ giết mình. Cuộc sống an tĩnh là không dễ có được, An Tâm không muốn chấm dứt như vậy.
vì thế mà nàng bắt taxi đến khách sạn Tây Đô. Đến nơi rồi. Xe ta cuối cùng cũng dừng lại. An tâm thanh toán tiền và xuống xe, sau đó nàng đi vào khách sạn Tây Đô. Trong một gian phòng ở quán bar còn chưa mở cửa trong thành phố Tây Đô, A Hào buổi chiều đã uống trà với chú Lý đang uống rượu với người đẹp, rượu đỏ đổ vào khe ngực, sau đó hắn khẽ hút chất rượu đó, gương mặt người đẹp đỏ như rượu trên da thịt trắng ngần. Tiếng đập cửa vang lên, A Hào ngẩng đầu, người đẹp thì che ngực lại, sau đó hắn hô về phía cửa. Vào đi. Một tên thanh niên khôi ngô đi vào, chính là Hổ Tử lúc chiều đi vào phòng của chú Lý, hắn như không nhìn thấy người đẹp kia, chỉ bắt chuyện với A Hào. Anh Hào, làm việc thế nào rồi? A Hào hỏi. Anh Hào, đã xong, tên kia là Hạ Thần Y, em đã phân phó xuống để cho mọi người an phận, cũng đã nói rõ với Đinh Tử Phong, chuyện này chúng ta không làm được, để cho hắn tìm kẻ khác thực hiện. Nhưng Đinh Tử Phong rất mất hứng, sau này sợ rằng sẽ làm phiền chúng ta. Hổ Tử nhanh chóng nói. Sau này sao? A Hào cười lạnh một tiếng. Tiểu tử kia có tâm tính trả thù rất mạnh, chỉ cần nhìn vào bộ dạng lúc này thì biết sẽ cố gắng trả thù, hắn trả thù Hạ Thiên thì không phải tự tìm chết sao? Hắn còn sống được sao? Tao thấy hắn không qua được vài ngày nữa đâu. Anh Hào nói rất đúng, em ra ngoài trước. Đi thôi, vài ngày tới chú cũng nghỉ ngơi cho tốt, dừng các mối làm ăn, Hạ Thiên sẽ không ở lâu, sau khi hắn đi thì chúng ta mới an toàn. A Hào phất tay. Hổ Tử lên tiếng rồi bỏ đi, A Hào thì tiếp tục uống rượu theo cách của mình. Cùng khoảng thời gian này ở trong một gian biệt thự ở thành phố Tây Đô, Đinh Tử Phong đang đập điện thoại xuống nền. Phế vật, đều là đám phế vật, đám nhát gan, con bà nó, không phải chỉ là một thằng Hạ Thiên thôi sao? Ông không tin không trị được mày. Đinh Tử Phong nổi trận lôi đình, hắn bị làm nhục mà không ai có thể giúp hắn trả thù, điều này làm hắn thiếu chút nữa thì nổi điên, loại chuyện này hắn chưa từng gặp qua. Đinh Tử Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn nhặt điện thoại lên, phát hiện điện thoại đã hỏng, sau đó hắn ném vào thùng rác. Hắn lên lầu, vào phòng ngủ, lục lọi ngăn kéo tìm một dãy số điện thoại, trực tiếp dùng điện thoại cố định để gọi đi. Tôi muốn một sát thủ chuyên nghiệp. Khách sạn Tây Đô. An tâm đi đến bên ngoài phòng tổng thống ở tầng cao nhất, sau đó nàng bị Phương Minh Khôn chặn lại. An tâm. Sau khi thấy rõ An tâm thì Phương Minh Khôn chợt sững sờ. Cảnh sát Phương, sao chú lại ở đây? An tâm cũng có chút kinh ngạc, nàng thật sự không ngờ gặp được Phương Minh Khôn ở đây, nàng quen biết với Phương Minh Khôn cũng vì sự kiện nhảy lầu kia. Tôi ở đây có việc. Phương Minh Khôn nhíu mày và hỏi ngược lại. An tâm, cô đến đây làm gì? Tôi đến tìm bạn. An tâm cười nhạt một tiếng. Anh ta là Hạ Thiên. Phương Minh Khôn nghe vậy thì chợt sững sờ. Cô là bạn của Hạ Tiên Sinh. Chương 1453, tôi hy vọng có thể hợp tác với anh. Phương Minh Khôn không quá tin tưởng An Tâm là bạn bè của Hạ Thiên, tháng trước hắn đã điều tra về vụ án nàng nhảy lầu, đã điều tra về bối cảnh gia đình của nàng, cha mẹ của nàng chỉ là công nhân, tiền lương không thấp cũng không cao. Còn xét nguyên nhân nàng nhảy lầu, tuy nàng mất trí nhớ và rất khó đoán ra nhưng cũng có vài lời đồn đãi, mà hắn tất nhiên sẽ biết. Tuy lời đồn không đáng tin nhưng không có lửa thì sao có khói. Hắn biết rõ bên trong vẫn có sự thật. Nếu An Tâm thật sự là bạn của Hạ Thiên, như vậy ai dám động đến nàng? Sao nàng có thể nhảy lầu? An Tâm còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc cung trang xanh biếc đi ra, vẻ mặt mất hứng. Trẫm rất giận, trẫm muốn xuất cung. Tiên nữ đang tức giận này chính là Cơ Thanh Ảnh, nàng sở dĩ tức giận là vì Hạ Thiên không nghe lời, vừa rồi sau khi nàng lấp đầy bụng và muốn hắn mua rượu để uống. Nhưng hắn định thi triển đệ ngũ châm cho nàng, vì vậy không đồng ý, kết quả là Cơ Thanh Ảnh nổi giận muốn trốn đi. Được rồi, tôi mua rượu cho cô là được. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Phương Minh Khôn cách đó không xa, sau đó thuận miệng phân phó. Này, các người đi lấy giúp tôi một dương mao đài. Vâng, Hạ Tiên Sinh, đúng rồi, vị An tiểu thư này. Phương Minh Khôn đang chuẩn bị nói chuyện của An Tâm, đúng lúc An Tâm hô lên kinh hoàng. Cơ sư muội. Cô thật sự là cơ sư muội. An Tâm kinh ngạc cũng không phải là giả vờ, Nhiếp Tử Hùng chỉ nói cho nàng biết Hạ Thiên đang ở trong khách sạn, thậm chí là ở phòng nào cũng không nói rõ, vì thế mà nàng chỉ có thể đến quầy tiếp tân để hỏi. Bây giờ sau khi Cơ Thanh Ảnh xuất hiện trước mặt, nàng tương đối khiếp sợ. Ủa, người nhận ra ta sao? Cơ Thanh Ảnh nhìn An Tâm, vẻ mặt khó hiểu. Ta không quen ngươi.
Là đệ tử Phiêu Miểu Tiên môn sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Tâm, hắn mở miệng hỏi, lần đầu tiên hắn thấy một đệ tử Phiêu Miểu Tiên môn ăn mặc như người hiện đại. Anh là Hạ Thiên sao? An Tâm hỏi ngược lại. Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Tâm. Cô đến tìm tôi sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Thanh Ảnh lại mở miệng. Ta đã nghĩ nãy giờ, không nhớ ngươi là ai. Cơ sư muội, ta là Tô Vô Song. An Tâm khẽ nói, sau đó lại nhăn mày. Sao ngươi không giống với trước kia? An Tâm và Cơ Thanh Ảnh cũng không tính là quen thuộc, nhưng dù là như vậy thì An Tâm vẫn phát hiện ra chút biến đổi khác lạ của Cơ Thanh Ảnh, vì tính cách giữa Cơ Thanh Ảnh này và Cơ Thanh Ảnh trước kia thật sự khác biệt quá xa. Tô Vô Song. Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng duyên dáng hô lên. À, ta nhớ ra rồi. Nhưng ngay sau đó Cơ Thanh Ảnh lại lắc đầu. Không đúng, Tô sư tỷ không phải có bộ dạng này, à, ta thấy Tô sư tỷ đẹp hơn bây giờ mới đúng. Cơ sư muội, chúng ta vào phòng trước rồi nói sau được không? An Tâm nhìn vài cảnh sát phía xa rồi khẽ nói. Nhưng rượu của ta chưa đến. Cơ Thanh Ảnh bĩu môi. Cơ Thanh Ảnh vừa dứt lời thì Phương Minh Khôn đã từ trong thang máy đi ra, hắn ôm trong tay một thùng mao đài. Hạ tiên sinh, đây là rượu anh muốn. Hi hi, rượu của ta đến rồi. Cơ Thanh Ảnh lập tức chạy đến cướp lấy thùng rượu, nhưng sau đó xoay người vào phòng ngay lập tức, mà Hạ Thiên và An Tâm cũng cùng theo vào. Cửa phòng đóng lại, Cơ Thanh Ảnh lấy một chai rượu ra rồi rót vào ly lớn để uống, An Tâm thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cơ Thanh Ảnh, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Này, cô tìm tôi làm gì? Hạ Thiên lúc này mới hỏi An Tâm, hắn lần này đến Tây Đô chính là muốn giải quyết đám đệ tử Phiêu Miểu Tiên môn ở đây, bây giờ có một người đến tận cửa, hắn rất hài lòng. Nhưng còn hai người khác không biết ở đâu, xem ra chút nữa phải hỏi cho rõ mới được. Nhiếp Tử Hùng bắt tôi điều tra về anh, nhưng tôi hy vọng hai chúng ta có thể hợp tác. An Tâm thản nhiên nói. Nhiếp Tử Hùng, lại là tên ngu ngốc kia. Hạ Thiên thật sự có chút bất ngờ. Nhiếp Tử Hùng không phải là người tốt, chấm sẽ tru di cửu tộc hắn ta. Cơ Thanh Ảnh lầm bầm một câu rồi tiếp tục uống rượu. Hạ Thiên cười hì hì nhìn An Tâm. Cô hợp tác với tôi thế nào? Nhiếp Tử Hùng rõ ràng muốn đối phó với anh, nếu không hắn sẽ chẳng để tôi đến điều tra tình huống của anh, vì vậy hắn là kẻ địch của anh. An Tâm dùng giọng không chút hoang mang nói. Nhiếp Tử Hùng hôm nay uy hiếp muốn giết tôi cũng không dám bảo đảm sau này sẽ không giết tôi. Vì vậy trong mắt tôi thì hắn cũng là kẻ địch, nếu hai chúng ta đều có kẻ địch là Nhiếp Tử Hùng, như vậy sao chúng ta không hợp tác đối phó với hắn? An Tâm cũng không phải là xúc động tạm thời, trước khi đến đây thì nàng đã có kế hoạch muốn hợp tác với Hạ Thiên. Nhiếp Tử Hùng nhất định có gì đó sợ hãi Hạ Thiên, nếu không thì Nhiếp Tử Hùng có thể trực tiếp dùng thần thức để áp chế và uy hiếp bắt nàng làm việc, như vậy sao hắn không làm thế với Hạ Thiên? An Tâm vì vậy có thể kết luận Nhiếp Tử Hùng căn bản không thể nào đối phó với Hạ Thiên, cũng vì thế mà An Tâm mới muốn cùng hợp tác với Hạ Thiên. Nàng không muốn ném vận mệnh của mình cho một kẻ như Nhiếp Tử Hùng, đặc biệt là nàng ý thức được Nhiếp Tử Hùng căn bản không phải là một kẻ nhân từ. Sau khi An Tâm thấy mặt Cơ Thanh Ảnh thì càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn, nàng không phải là kẻ ngu, nàng liếc mắt có thể thấy quan hệ giữa Cơ Thanh Ảnh và Hạ Thiên là rất mật thiết. Dù Cơ Thanh Ảnh giống như có chút không thích hợp. Nhưng Cơ Thanh Ảnh là thiên tài tuyệt diễm, là đệ tử của Phiêu Miểu Tiên môn mà còn chọn lựa Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên là người thường sao? An Tâm tin tưởng ánh mắt của Cơ Thanh Ảnh, vì vậy nàng cảm thấy quyết định của mình là chính xác, nàng tin mình hợp tác với Hạ Thiên chính là lựa chọn tốt nhất. Tô sư tỷ, vì sao ngươi lại biến thành bộ dạng thế này? Cơ Thanh Ảnh uống xong một chai rượu, bây giờ bắt đầu chai thứ hai. Muốn hợp tác cũng có thể. Nhưng trước tiên cô phải nói rõ hai tên đệ tử Phiêu Miểu Tiên môn đi cùng cô bây giờ đang ở đâu cái đã. Hạ Thiên mở miệng hỏi. Bọn họ đều đã chết rồi. An Tâm khẽ thở dài. Cơ sư muội, Hạ Thiên, tôi biết rõ hai người có nhiều nghi vấn, tôi sẽ nói rõ chân tướng cho mọi người. Được, cô nói đi. Hạ Thiên cũng không quyết định hợp tác với An Tâm, nhưng hắn cũng muốn biết hai tên còn lại có phải thật sự đã chết hay chưa. Dù sao hắn đến Tây Đô cũng vì giải quyết vấn đề này. An Tâm khẽ gật đầu, sau đó nàng nói ra tất cả những gì đã phát sinh, ngay cả sự kiện giết Vưu An Phú vào buổi chiều cũng không giấu. Nàng hoàn toàn không biết gì về Hạ Thiên, nàng chỉ hy vọng mình chân thành và làm cho hắn thấy được thành ý, dù sao thì hắn cũng hoàn toàn không biết gì về nàng.
Sau khi an tâm nói xong những chuyện cần thiết thì Cơ Thanh Ảnh đã uống xong cả thùng Mao Đài, không thể không nói tửu lượng của nàng thật sự kinh người. Thì ra là ngươi đoạt xá. Cơ Thanh Ảnh nũng nịu nói. Chồng, hợp tác với cô ấy đi, để cho cô ấy đi xử lý Nhiếp Tử Hùng. Hạ Thiên còn đang suy nghĩ, hắn thấy xử lý 12 đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn chính là biện pháp bảo đảm nhất, nhưng bây giờ Cơ Thanh Ảnh nói như vậy, hắn cũng thấy nếu tiếp tục hợp tác với An Tâm thì cũng chưa hẳn là không thể, vấn đề là cô nàng này có tin được không? Thật ra Hạ Thiên cũng không thích cùng hợp tác với người khác, những phụ nữ hắn tin tưởng nhất chính là các bà vợ, nếu vài ngày trước An Tâm đến tìm thì sẽ bị hắn xử lý ngay, nhưng Nhiếp Tử Hùng xuất hiện làm hắn ý thức ra vấn đề, vì kẻ thù của hắn bây giờ khá hùng mạnh. Có một Nhiếp Tử Hùng, còn có một Vấn Thiên Quân có thể đã đến, Hạ Thiên thật sự không thể đối phó với hai người này, hắn có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ nhưng lại không có bất kỳ lực chiến đấu nào trước mặt Nhiếp Tử Hùng Kim Đan Trung Kỳ, chỉ có Cơ Thanh Ảnh Phân Thần Kỳ mới dọa cho đối phương bỏ chạy. Điều này có nghĩa là muốn đối phó với Nhiếp Tử Hùng thì cần một cao thủ Phân Thần Kỳ, mà đây chính là nguyên nhân mà hắn muốn hợp tác với An Tâm. An Tâm tuy đẹp nhưng Hạ Thiên cũng không có tâm tình lấy làm vợ, hắn bây giờ có quá nhiều vợ cần bảo vệ. Vì vậy lực hấp dẫn nhất của nàng với hắn không phải là dáng điệu xinh đẹp, mà là tu vi của nàng, vì nàng là Nguyên Anh Kỳ. Đối với Hạ Thiên thì tu vi Nguyên Anh Kỳ có nghĩa là lập tức tăng lên Phân Thần Kỳ, mà Phân Thần Kỳ thì có thể trực tiếp giết chết Nhiếp Tử Hùng, nhưng vấn đề là bây giờ hắn biến An Tâm thành cao thủ Phân Thần Kỳ, nàng sẽ nghe lời hắn nữa sao? Chồng, ta buồn ngủ, ta đi ngủ trước. Hạ Thiên còn đang suy nghĩ thì Cơ Thanh Ảnh ngáp một cái, sau đó nàng bò lên giường, nói ngủ là ngủ ngay. Hạ Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, dù gì cũng là sáu chai Mao Đài, cho dù không uống rượu thì cũng sẽ càng buồn ngủ. Cô biết Nhiếp Tử Hùng ở nơi nào không? Hạ Thiên chợt mở miệng hỏi. Không biết. An Tâm lắc đầu. Rất kỳ quái, Nhiếp Tử Hùng cũng không hỏi tôi ở đâu, hình như hắn có động tay động chân lên người tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra. Như vậy cô không thể chủ động đến gặp hắn. Hạ Thiên có hơi thất vọng, hắn cảm thấy An Tâm trước đó không nói dối. Hai người đệ tử khác của Phiêu Miểu Tiên Môn ở đây đã chết rồi, điều này cũng có nghĩa là nhiệm vụ của hắn ở Tây Đô đã cơ bản hoàn thành, mục tiêu kế tiếp là Nhiếp Tử Hùng. Tìm không thấy, nhưng tôi tin tưởng hắn sẽ chủ động đến tìm. An Tâm nói rất có lòng tin. Thế này đi, tôi còn phải xem xét, sáng mai sẽ cho cô đáp án. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Trong này có nhiều phòng, cô có thể tùy tiện tìm phòng ngủ, tôi cũng đi ngủ, chuyện hợp tác chờ tôi tỉnh lại rồi nói sau. Không có vấn đề. An Tâm đồng ý, nàng cũng thấy bình thường vì sự do dự của Hạ Thiên, nếu hắn đồng ý hợp tác với nàng, như vậy nàng sẽ thấy không quá bình thường, hai người căn bản không gặp mặt nhưng vừa gặp đã hợp tác thì hơn phân nửa là có vấn đề. Chương 1454, điện thoại của Ngải Vi Nhi. Thật ra cái này gọi là suy xét, Hạ Thiên cố ý nói như vậy mà thôi, hắn căn bản không có gì cần lo lắng, vì vậy hắn ôm Cơ Thanh Ảnh ngủ một giấc. Sau đó đến sáng hôm sau hắn thức dậy nói với An Tâm, hắn quyết định hợp tác với nàng. Cái gọi là hợp tác cũng rất đơn giản, chính là cho An Tâm đi theo mình, chờ đợi Nhiếp Tử Hùng chủ động tìm đến cửa, sau đó tìm cơ hội xử lý đối phương. An Tâm cũng không có ý kiến gì, dù bị Nhiếp Tử Hùng phát hiện ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, Nhiếp Tử Hùng sẽ nghi ngờ nhưng nàng muốn điều tra thì phải tiếp cận đối phương, đây là bình thường. Cứ như vậy mà hai người đạt thành hiệp nghị. Nhưng An Tâm cũng không biết Hạ Thiên thật sự còn chưa chính thức có ý nghĩ cùng hợp tác với mình, hắn chẳng qua chỉ muốn quan sát mà thôi. Hắn muốn xem nàng có đáng tin hay không, hắn cũng muốn lợi dụng khoảng thời gian này để nghĩ ra một biện pháp đáng tin, nếu hắn có thể 10 phần khống chế được An Tâm, như vậy hắn sẽ cùng nàng hợp tác chính thức, sẽ biến nàng thành cao thủ Phân Thần Kỳ, sau đó cho nàng xử lý Nhiếp Tử Hùng. Nếu thần tiên tỷ tỷ có thể tìm ra pháp quyết song tu tăng trưởng tu vi, như vậy mình sẽ không cần quan tâm đến cô gái An Tâm này. Hạ Thiên cũng thầm nói, hắn thật ra cũng không thích kết hợp với người xa lạ, đặc biệt là người này đến từ Phiêu Miểu Tiên Môn, điều này càng làm hắn không thể tin. Nhưng bây giờ An Tâm lại là cao thủ Nguyên Anh Kỳ duy nhất, cũng chính là đối tượng duy nhất để hắn có thể thi triển đệ lục châm. An Tâm, xuất cung đi chơi với trẫm. Sau khi ăn sáng xong thì Cơ Thanh Ảnh bắt đầu hạ lệnh với An Tâm. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. An Tâm lên tiếng. Hi hi, vẫn là An Tâm ngươi nghe lời, tốt hơn so với chồng, chúng ta đi chơi, mặc kệ chồng. Cơ Thanh Ảnh rất vui vẻ, sau đó nàng kéo An Tâm đi ra. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh và An Tâm tay trong tay như hai chị em đi ra khỏi phòng thì Hạ Thiên không khỏi thầm nghĩ,
hai người phụ nữ này điên cả rồi sao? Một giờ trước đó khi mọi người thức dậy thì Cơ Thanh Ảnh gọi An Tâm là Tô Sư Tỷ, An Tâm gọi Cơ Thanh Ảnh là Cơ Sư Muội, nhưng sau khi hai bên hàn huyên nửa giờ, bây giờ hoàn toàn biến đổi rồi. An Tâm muốn hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, vì vậy nàng đã quên cái tên Tô Vô Song, nàng hy vọng sau này Cơ Thanh Ảnh nên gọi mình là An Tâm mà không phải Tô Vô Song, vì nàng đã không còn là Tô Vô Song. Cơ Thanh Ảnh tất nhiên cũng không phụ lòng kỳ vọng của An Tâm, cũng không biết cố ý hay vì tâm huyết dâng trào mà đột nhiên yêu cầu An Tâm làm thị nữ cho mình, vì nàng cảm thấy mình là nữ hoàng, sao không có một thị nữ nào. Hạ Thiên thấy Cơ Thanh Ảnh đề xuất yêu cầu như vậy cũng không có gì tính là lạ, dù sao thì trí nhớ của nàng thật sự rất loạn, nhưng An Tâm đồng ý mới thật sự là đầu óc có vấn đề. Cũng không biết An Tâm có ý gì, cô nàng rõ ràng nhìn thấy sự bất thường của Cơ Thanh Ảnh nhưng lại không hỏi, cứ phối hợp với Cơ Thanh Ảnh như vậy, đúng là thật sự tự cho mình là thị nữ. Sau đó thì nữ và nữ hoàng cùng hát tuồng với nhau, Hạ Thiên là một hoàng hậu bị cho ra rìa. Tất nhiên đây đối với Hạ Thiên cũng coi như là một chuyện tốt, lúc này hắn xem như thoát khỏi bể khổ vô cương, vì có An Tâm ở bên cạnh thì hắn không cần phải chen lời, Cơ Thanh Ảnh cũng mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, tất cả đều giao cho An Tâm đi làm, dù sao thì đối phương cũng là thị nữ của nàng. Cũng giống như ngày hôm qua, Cơ Thanh Ảnh tiếp tục đi dạo phố, lúc này đội ngũ có thêm một người là An Tâm. Ngày hôm qua có 6 người đi dạo, hôm nay đội ngũ đó là 7 người, nhưng bây giờ 7 người chia làm 2 tổ, Cơ Thanh Ảnh, An Tâm và hai nữ cảnh sát đi phía trước dạo phố, Hạ Thiên, Phương Minh Khôn và Cao Dũng đi theo cách phía sau vài chục mét. Hạ Tiên Sinh, có chuyện tôi cần phải nhắc nhở anh. Phương Minh Khôn mở miệng hỏi. Chuyện gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Minh Khôn. Hạ Tiên Sinh, tên Đinh Tử Phong hôm qua thiếu chút nữa bị Cơ tiểu thư bắn chết. Tôi rất hiểu về tên này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù Cơ tiểu thư. Phương Minh Khôn thật ra cũng đã nhận được tin, biết rõ tối qua Đinh Tử Phong đi khắp nơi tìm người. Tôi biết Hạ Tiên Sinh không sợ loại tiểu nhân như Đinh Tử Phong, nhưng tên kia tương đối hèn hạ, Hạ Tiên Sinh nên đề phòng thì hay hơn. À, thì ra là thằng ngu kia, nếu ông nói sớm thì hôm qua tôi đã xử lý hắn luôn rồi. Hạ Thiên tỏ ra rất hời hợt. Hạ Tiên Sinh, tiểu tử Đinh Tử Phong kia thật sự hèn hạ vô sỉ, hắn không đối phó được anh và Cơ tiểu thư thì có lẽ sẽ đối phó với thân nhân của hai người, trước đó hắn cũng đã từng đối phó với chú Khôn như vậy. Cao Dũng ở bên cạnh không khỏi nói. Ủa, các người có thủ oán gì à? Hạ Thiên nhìn Phương Minh Khôn. Tôi bây giờ đang nhàm chán không có gì làm, ông nói xem tên kia hèn hạ vô sỉ đến mức nào rồi. Phương Minh Khôn có chút do dự, chuyện này hắn cũng không muốn nhắc đến. Chú Khôn, để cháu nói cho. Cao Dũng xung phong nhận việc, hắn cảm thấy nếu để cho Hạ Thiên biết rõ Đinh Tử Phong hèn hạ vô sỉ thế nào, có lẽ đối phương sẽ ra tay giúp Phương Minh Khôn. Phương Minh Khôn không nói gì xem như thầm đồng ý, vì vậy Cao Dũng cũng không chậm trễ mà nhanh chóng nói ra cả quá trình giữa Đinh Tử Phong và Phương Minh Khôn. Cuối cùng Cao Dũng nói một câu. Hạ Tiên Sinh, anh nói xem, tên khốn Đinh Tử Phong kia có vô sỉ không? Hắn muốn trả thù thì cứ chĩa về phía chú Khôn, cần gì phải dùng biện pháp kia để đối phó với con gái chú Khôn. À, cậu nói không sai, nếu là tôi thì sẽ trực tiếp xử lý chú Khôn. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn Phương Minh Khôn. Ông cũng quá vô dụng, nếu tôi là ông thì sẽ trực tiếp bắn chết Đinh Tử Phong. Hạ Tiên Sinh, chú Khôn nếu giết Đinh Tử Phong, như vậy chú ấy sẽ phải ngồi tù, con gái chú Khôn sẽ không được ai chăm sóc. Cao Dũng vội vàng giải thích cho Phương Minh Khôn. Không có việc gì, chỉ là giết một thằng ngu mà thôi, không cần ngồi tù. Hạ Thiên nhìn Phương Minh Khôn, hắn dùng giọng hời hợt nói. Nếu ông xử lý thằng ngu kia, tôi đảm bảo ông không cần ngồi tù. Điều này, Phương Minh Khôn chợt sững sờ, trong lòng thầm có chút ý nghĩ, Hạ Thiên này chẳng lẽ có quyền giết người mà không bị truy cứu. Phương Minh Khôn nghĩ đến tình huống hôm qua Cơ Thanh Ảnh nổ súng với Đinh Tử Phong không chút do dự. Vì vậy mà cũng thấy có khả năng này. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên chợt sững sờ, hắn nhận điện thoại ngay. Vợ Vi Nhi, chị nhớ tôi không? Người điện thoại đến chính là ám dạ tinh linh Ngải Vi Nhi, Hạ Thiên và nàng đã lâu rồi không liên lạc, bây giờ nhận được điện thoại của nàng làm hắn có chút bất ngờ. Chỉ có quỷ mới nhớ cậu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mất hứng của Ngải Vi Nhi. Tôi hỏi cậu. Có phải đưa gái đến chơi bời ở Tây Đô không? Vợ Vi Nhi, đây là thành phố Tây Đô, chị đang ở Tây Đô sao?
Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chị ở đâu, tôi đến tìm ngay. Tôi không ở thành phố Tây Đô. Ngải Vi Nhi tức giận nói. Vậy chị ở đâu? Hạ Thiên hỏi một câu, cũng không chờ Ngải Vi Nhi trả lời mà nói. Vợ Vi Nhi, mặc kệ chị ở đâu thì cũng nên mau đến tìm tôi rất nhớ chị. Chỉ có quỷ mới tin cậu, nhớ tôi sao không điện thoại cho tôi? Ngải Vi Nhi căm giận nói. Bây giờ tôi điện thoại cho cậu, lại mở miệng nói nhớ tôi sao? Vợ Vi Nhi, tôi thật sự nhớ chị, nhưng gần đây tôi rất bận rộn, bên này lại tương đối nguy hiểm, vì vậy mới không điện thoại cho chị. Hạ Thiên thật sự nhớ đến Ngải Vi Nhi, nhớ đến ám dạ tinh linh cực kỳ dã tính, vì nàng luôn gây ra cho hắn cảm giác khác biệt. Dù sao thì tôi cũng không tin. Ngải Vi Nhi tức giận nói, cuối cùng nàng nói. Tối nay tôi sẽ đến Tây Đô. Vợ Vi Nhi, chị thật sự sẽ đến sao? Hạ Thiên có chút hưng phấn. Không sai, tôi vừa tiếp nhận một nhiệm vụ, sẽ đi Tây Đô xử lý một người. Ngải Vi Nhi yêu kiều hừ một tiếng. Ai vậy? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Là cậu. Ngải Vi Nhi nói. Tôi. Hạ Thiên ngây người, sau đó hắn hiểu ra. Lại có người nhờ ám ảnh đoàn của chị hạ sát tôi. Đúng vậy, có một tên là Đinh Tử Phong tìm nhiều sát thủ, không ai dám nhận, cuối cùng tìm đến ám ảnh đoàn, tôi tiếp nhận luôn. Ngải Vi Nhi thản nhiên nói. Tên kia không giấu thân phận của mình, để tôi tra xét được, tôi chuẩn bị cho hắn chút thể diện, tự mình đi xử lý hắn. Ngải Vi Nhi nói đến đây thì nhớ đến điều gì đó, nàng dặn Hạ Thiên một câu. Này, trước khi tôi đi không cho phép cậu xử lý hắn, cuối cùng phải cho hắn chết trong tay Ngải Vi Nhi này. Được rồi, vợ Vi Nhi, sẽ chờ chị đến. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Ngải Vi Nhi lại đến đây. Tôi sẽ lên máy bay, tối gặp lại. Ngải Vi Nhi nói một câu rồi cúp điện thoại. Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Phương Minh Khôn cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Hạ Tiên Sinh, tôi thật sự có thể giết Đinh Tử Phong mà không phải ngồi tù sao? Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Nhưng bây giờ ông không còn cơ hội nữa rồi, vợ của tôi đã quyết định giết thằng ngu kia, ông không được ra tay. Phương Minh Khôn ngây người, như vậy là sao? Chú Khôn, phía trước hình như có chuyện. Cao Dũng lúc này chen vào một câu. Người của tổ trọng án. Phía trước thật sự xảy ra chuyện, sau khi Hạ Thiên gọi điện thoại với Ngải Vi Nhi thì An Tâm bị hai tên cảnh sát mặc thường phục chặn lại. Vương Hiểu Linh và Vương Phương cũng nhận ra hai người này, bọn họ là Chu Công Thành và Quan Quyên Quyên của tổ trọng án số 3 Cục Công an thành phố. Chu Công Thành là tổ trưởng tổ trọng án số 3, Quan Quyên Quyên là tổ viên bình thường của tổ trọng án số 3, bọn họ tìm An Tâm từ ngày hôm qua, mãi đến cách đây không lâu bọn họ mới nhận được tin nàng đi dạo trên đường, vì vậy mà chạy đến. An Tâm phải không? Tôi là Chu Công Thành của Cục Công an thành phố, đây là đồng sự Quan Quyên Quyên của tôi. Chúng tôi có một vụ án cần cô phối hợp điều tra, bây giờ làm phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến. Chu Công Thành nói có vẻ như khách khí, cũng lấy giấy chứng nhận ra đưa cho An Tâm xem nhưng thật ra lại có hương vị ra lệnh. Chương 1455, anh còn biết xấu hổ không? An Tâm, đi thử quần áo với chấm. An Tâm còn chưa lên tiếng thì Cơ Thanh Ảnh đã kéo nàng đi vào trong một tiệm quần áo. Cơ Thanh Ảnh vốn rất quý bộ cung trang mặc trên người, như thế nào cũng không cởi bỏ. Nhưng hôm nay nàng đã bị An Tâm thuyết phục, bắt đầu thử mặc những bộ quần áo hiện đại. Nhưng đến bây giờ nàng đã thử rất nhiều và chưa mua bộ nào. Tuy không tìm được quần áo thích hợp nhưng Cơ Thanh Ảnh vẫn rất có hứng thú, vì vậy bây giờ nàng tiếp tục đi về phía trước, nếu thấy những shop thời trang thì kéo An Tâm đi vào thử quần áo. Vì vậy mà An Tâm muốn đối phó với Chu Công Thành cũng không có thời gian, nàng bị Cơ Thanh Ảnh kéo vào trong shop thời trang. Đứng lại, chạy đi đâu? Chu Công Thành quát lớn một tiếng, muốn chạy theo sau. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát tức giận vang lên. Chu Công Thành, anh làm gì vậy? Chu Công Thành dừng bước, hắn đưa mắt nhìn, khi thấy một hình bóng quen thuộc chạy về phía bên này thì trong mắt lóe lên chút khinh thường. Một giây sau trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, hắn khách khí chào hỏi. Chú Khôn, chú cũng có mặt ở đây sao? Chu Công Thành thật ra còn rất trẻ, vẫn chưa đến 30. Hắn khi vừa vào Cục Công an thành phố thì được Phương Minh Khôn dìu dắt. Dựa theo quy luật thì Phương Minh Khôn là sư phụ của Chu Công Thành, nhưng Phương Minh Khôn phát triển rất kém, mà Chu Công Thành thì càng ngày càng thăng quan. Bây giờ hắn là tổ trưởng tổ trọng án số 3, còn Phương Minh Khôn chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường mà thôi.
Dựa theo lẽ thường thì Chu Công Thành và Phương Minh Khôn phải có quan hệ rất tốt mới đúng, nhưng thực tế trong cục công an thành phố thì ai cũng biết quan hệ giữa hai bên rất kém. Nguyên nhân cụ thể tuy không biết rõ nhưng cũng có vài lời đồn đãi là liên quan đến con gái của Phương Minh Khôn, hình như trước đó Phương Minh Khôn muốn đến gây phiền cho Đinh Tử Phong đã bị Chu Công Thành ngáng chân, vì thế mà hai người kết thù hận. Chu Công Thành, Cơ tiểu thư là khách chúng tôi bảo vệ trọng điểm, anh tốt nhất đừng quấy rầy, nếu không cục trưởng Bành sẽ cho anh biết tay. Phương Minh Khôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Công Thành, trong mắt không che giấu sự chán ghét với đối phương. Chú Khôn, chú hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đến tìm An Tâm, theo tôi biết An Tâm cũng không phải là đối tượng mà các người bảo vệ. Chu Công Thành thản nhiên nói. An Tâm. Phương Minh Khôn có chút kinh ngạc. Các người tìm An Tâm làm gì? Phương Minh Khôn vốn cho rằng Chu Công Thành sẽ đến vì chuyện của Đinh Tử Phong, vì hắn biết rõ Đinh Tử Phong và Chu Công Thành có quan hệ. Ít nhất Chu Công Thành cũng từng nhận lợi ích từ Đinh Tử Phong, nhưng hắn không có căn cứ chính xác, không làm gì được Chu Công Thành. Chú Khôn, xem ra chú cũng không linh thông tin tức, chiều qua trong một tòa biệt thự ở thành phố xảy ra án mạng, tổng cộng có 6 người bị giết, một trong số đó là Vưu An Phú, cái tên này chắc chú Khôn còn nhớ chứ. Chu Công Thành dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vưu An Phú. Vẻ mặt Phương Minh Khôn chợt biến đổi. Là con trai của Vưu Thiêm Tài sao? Đúng vậy. Chu Công Thành cười nhạt một tiếng. Chú Khôn, chú đã biết như vậy rồi, cháu nghĩ chú sẽ không cản cháu đưa An Tâm đi chứ. Chu Công Thành vừa rồi lo lắng An Tâm chạy trốn, nhưng bây giờ hắn phát hiện An Tâm cũng không trốn, nàng vẫn ở trong shop thời trang, mà shop thời trang kia chỉ có một cửa ra, vì vậy hắn cũng không tỏ ra gấp gáp. Hắn chỉ cần đứng ở đây chờ một chút là xong, An Tâm sẽ ra ngoài. Vưu An Phú chết thì có gì liên quan đến An Tâm? Phương Minh Khôn cười lạnh một tiếng. Chu Công Thành, tôi nhớ tháng trước tôi nói vụ án An Tâm nhảy lầu có liên quan đến Vưu An Phú, yêu cầu tổ trọng án các anh điều tra thêm, nhưng các anh hoàn toàn phủ nhận, cam đoan với tôi là không có liên quan, sao bây giờ Vưu An Phú chết thì anh lại đến tìm An Tâm? Chú Khôn, đó là chú nói về tháng trước, khi đó cháu thật sự không biết An Tâm có quan hệ gì với Vưu An Phú, nhưng sau khi Vưu An Phú chết thì chúng tôi đã điều tra, phát hiện Vưu An Phú và An Tâm từng có xung đột. Tháng trước nàng nhảy lầu tự tử. Cũng vì có liên quan đến Vưu An Phú, vì vậy nàng là người tình nghi nhất. Chu Công Thành nói đến những lời này thì vẻ mặt không chút biến đổi, có thể nói là da mặt cực dày. Phương Minh Khôn bực mình nói. Chu Công Thành, anh còn biết xấu hổ không? Khi tôi điều tra vụ án của An Tâm thì anh dùng trăm phương ngàn kế để che giấu cho Vưu An Phú. Rõ ràng là An Tâm bị Vưu An Phú ép nhảy lầu nhưng anh lại làm ra một chứng cứ ngoại phạm cho đối phương. Bây giờ thì tốt, Vưu An Phú đã chết, anh đã biết thừa nhận rồi sao? Tôi cũng có chút tò mò, không hiểu Vưu An Phú cho anh được bao nhiêu. Chú Khôn, chú cũng là cảnh sát, chú nói chuyện cũng cần có chứng cứ, nhưng tin đồn thất thiệt không liên quan đến cháu, nếu những lời đó nói ra từ miệng chú cũng không nên. Chu Công Thành không tiếp tục nở nụ cười, dù hắn ra mặt dày cũng không thể thờ ơ khi bị Phương Minh Khôn lăng mạ như vậy. Dù trước đó Vưu An Phú cưỡng ép An Tâm để phải nhảy lầu. Như vậy cũng không có nghĩa là nàng được phép giết người báo thù. Chú Khôn thân là một cảnh sát, chú nên hiểu điều này mới đúng, cho dù là Vưu An Phú đáng chết vạn lần thì cũng nên để pháp luật trừng phạt. Nhưng chú Khôn, những lời chú vừa nói cũng làm cháu hiểu ra, vì sao gần 30 năm kinh nghiệm mà chú chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường. Phương Minh Khôn dùng ánh mắt tức giận nhìn Chu Công Thành, hắn cũng không phải tức giận vì bị châm chọc. Mà vì hắn bây giờ có thể xác định tháng trước An Tâm nhảy lầu thật sự là vì thiếu chút nữa bị Vưu An Phú cưỡng hiếp. Hắn càng xác định Chu Công Thành biết rõ chuyện này nhưng lại giúp Vưu An Phú ngụy tạo chứng cứ, làm cho đối phương thoát khỏi liên quan. Chu Công Thành, anh đúng là thằng bại hoại của lực lượng cảnh sát. Phương Minh Khôn dùng ánh mắt căm tức nhìn Chu Công Thành. Anh sẽ không có kết cục tốt. Nếu như trước kia thì Phương Minh Khôn sẽ không vì những sự việc thế này mà căm phẫn, kinh nghiệm làm cảnh sát 30 năm. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện tương tự. Nhưng từ sau khi con gái gặp phải chuyện không may, hắn thật sự rất quan tâm đến những vụ án mà các cô gái là kẻ bị hại, đặc biệt An Tâm là cô gái tốt, luôn làm cho hắn nhớ về con gái của mình. Chú Khôn, chú nên sớm nghỉ hưu về với con gái là vừa. Chu Công Thành lạnh lùng nói. Vẻ mặt Phương Minh Khôn trở nên tái nhợt, hắn đang định nổi nóng thì Cao Dũng ở bên cạnh lên tiếng. Chú Khôn, thôi bỏ đi. Ôi dào, đồ nơi đây không đẹp, chúng ta qua bên kia. Một âm thanh dễ nghe động lòng người vang lên,
Cơ Thanh Ảnh đi ra khỏi shop thời trang. Cơ Thanh Ảnh tất nhiên sẽ không quan tâm đến ai khác, nàng kéo An Tâm đi đến shop thời trang kế tiếp, mà lúc này Chu Công Thành chợt chặn trước mặt hai người. An Tâm, cô nên đi theo chúng tôi. Chu Công Thành vẫn dùng giọng ra lệnh nói. Này, đừng cản đường, nếu không chấm Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh bất mãn la lên. Cái gì? Chu Công Thành nhìn Chu Công Thành, giọng điệu kinh ngạc, ánh mắt không khỏi tỏ ra kinh hoàng. Mãi đến lúc này hắn mới thấy rõ bộ dạng của Cơ Thanh Ảnh, hắn tưởng rằng An Tâm đã đủ đẹp, không ngờ còn có một người phụ nữ hấp dẫn hơn An Tâm rất nhiều lần. Cút ngay, nếu không ta Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh thở phì phò nói. Tiểu thư, cũng đừng làm ảnh hưởng đến công vụ, tôi là... Chu Công Thành cố gắng nói ra chức vụ bản thân để dọa đối phương. Chấm tức giận, An Tâm, chém hắn đi. Cơ Thanh Ảnh không đợi Chu Công Thành nói xong mà lên tiếng. An Tâm ngây cả người, nàng dù sao cũng không phải là Cơ Thanh Ảnh, nàng hiểu quy tắc của thế giới này, nàng đã lén giết người, nhưng nếu giết người ngoài này thì có chút do dự. Quan trọng là nàng hy vọng có cuộc sống yên tĩnh ở thế giới này, nàng không muốn mình bị người ta đuổi giết, trở thành tội phạm bị truy nã. Chồng, đến đây. Cơ Thanh Ảnh mất hứng, nàng gọi Hạ Thiên đứng cách đó không xa. Hạ Thiên không có phản ứng, hắn vẫn đứng ven đường, khẽ nhắm mắt, như đang ngủ. Bại hoại kia, không cho phép ngủ. Cơ Thanh Ảnh tức giận, nàng chạy đến dùng sức bấm lên người Hạ Thiên. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn cuối cùng cũng mở mắt, khi thấy Phương Minh Khôn và Chu Công Thành đứng bên kia tranh chấp thì hắn cảm thấy nhàn chán nên thử xem đứng có thể ngủ được không, nào ngờ thật sự ngủ được. Thế nào? Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực hỏi, buổi sáng hôm nay hắn rất thoải mái, nhưng nữ hoàng Cơ Thanh Ảnh này sao lại tự động chạy đến gây phiền? Hắn làm ta tức giận. Ta muốn Chu Di cửu tộc hắn. Cơ Thanh Ảnh bĩu môi, nàng dùng ngón tay ngọc thon dài chỉ vào Chu Công Thành cách đó không xa. À, được rồi. Hạ Thiên lên tiếng, hắn đi đến trước mặt Chu Công Thành. Cậu! Chu Công Thành cảm thấy không thích hợp, đang định nói gì đó thì vẫn chậm một nhịp. Hạ Thiên rõ ràng không có hứng nói nhảm với Chu Công Thành, hắn nhấc chân đá vào bụng đối phương, tên này rên thảm thiết và ngã xuống đất. Được rồi, đi thôi. Hạ Thiên duỗi lưng. Cô và An Tâm tiếp tục đi dạo đi. À, chấm đi thử đồ. Cơ Thanh Ảnh lập tức vui vẻ, nàng tiếp tục kéo An Tâm đi về phía một shop thời trang khác. Anh dám đánh cảnh sát. Nữ cảnh sát đi cùng Chu Công Thành là Quan Quyên Quyên chợt lên tiếng. Hạ Thiên nghe vậy thì cũng nhấc chân đạp Quan Quyên Quyên ngã xuống, sau đó hắn đi đến bên đường đối diện. Hắn không có tâm tình với đám cảnh sát kia, từ sau khi đến Tây Đô thì hắn luôn áp dụng một nguyên tắc. Đó là tất cả đều dùng vũ lực giải quyết. Đứng lại. Một tiếng quát chói tai vang lên sau lưng. Nếu không tao nổ súng. Thì ra là Chu Công Thành đã đứng lên, hắn cầm súng chĩa vào Hạ Thiên, bộ dạng hổn hển. Chương 1456, tôi tự mình đến. Chu Công Thành, anh điên rồi sao? Đó là Hạ Tiên Sinh. Phương Minh Khôn quát lên. Mau buông súng. Hắn là Hạ Thiên mà các người bảo vệ sao? Chu Công Thành nghiến răng nghiến lợi nói nhưng lại không buông súng, từ khi làm cảnh sát đến bây giờ hắn chưa từng chịu thiệt như hôm nay. Không sai, anh là Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng nói. Hình như đã lâu rồi anh chưa bị ai chĩa súng vào người, đúng là có chút hoài niệm cảm giác này. Này, thằng ngu, nổ súng đi, anh đang chờ đây. Hạ Tiên Sinh. Phương Minh Khôn muốn nói gì đó. Này, anh đang nhàm chán, ông đừng làm xấu chuyện. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Phương Minh Khôn. Phương Minh Khôn phải im lặng không nói gì nữa, trước đó có quần chúng vây quanh xem kịch hay, bây giờ thấy Chu Công Thành rút súng thì chạy sạch, vì không ai muốn tên bay đạn lạc. Vẻ mặt Chu Công Thành chợt biến đổi, rõ ràng đang vùng vẫy, hắn biết không nhiều về Hạ Thiên nhưng nghe nói khó thể động vào, nhưng nếu hắn buông súng thì cực kỳ khó chịu. Này, thằng ngu, có nổ súng không? Hạ Thiên có chút bất mãn. Anh rất bận. Không rảnh cùng chơi với chú. Hạ Thiên không hề quan tâm làm cho Chu Công Thành có chút sợ hãi, hắn do dự một lúc, cuối cùng cũng phải hạ súng xuống. Lãng phí thời gian của anh. Hạ Thiên càng mất hứng. Nếu chú không bắn thì để anh bắn. Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ, hắn dùng tốc độ cực nhanh để chụp lấy khẩu súng trong tay của Chu Công Thành, sau đó bóp cò. Đùng 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 đùng. Á! Tiếng súng van lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết làm cho vô số kẻ sợ ngây người. Hạ Thiên bắn xong thì đặt súng vào lại trong tay Chu Công Thành,
động tác của hắn là quá nhanh, căn bản không ai nhìn rõ. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng thì chỉ thấy Chu Công Thành nằm trong vũng máu, hai tay hai chân đều túa máu tươi, rõ ràng đã bị trúng đạn. Còn Hạ Thiên, hắn vẫn điềm nhiên như không, vẫn đi về phía đường đối diện. Chú Khôn, chuyện lớn xảy ra rồi, là ai làm vậy? Cao Dũng cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng. Tôi nào có biết? Phương Minh Khôn thật sự không biết, tuy hắn có thể đoán là do Hạ Thiên làm nhưng không thấy rõ ràng. Chú Khôn, làm sao bây giờ? Cao Dũng nhìn Chu Công Thành. Có gọi xe cứu thương cho hắn không? Hắn không phải còn có một thủ hạ sao? Chúng ta không nên chen vào. Phương Minh Khôn nhìn Chu Công Thành, thầm nghĩ báo ứng đến quá nhanh. Đi thôi, chúng ta có nhiệm vụ riêng, chăm chú chấp hành là được. Hừ, cũng không nên quan tâm đến loại người kia. Cao Dũng tất nhiên cũng không có hảo cảm gì với Chu Công Thành. Bốn người nhanh chóng đi về phía đường cái đối diện. Quan Quyên Quyên đi cùng Chu Công Thành thì nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Cục Công an yêu cầu trợ giúp. Bên bể bơi trong một căn biệt thự xa hoa, một người đàn ông trung niên đang ngồi lẳng lặng nơi đó. Người này là Vưu Thiêm Tài, cha của Vưu An Phú, một trong 10 đại phú hào ở thành phố Tây Đô. Vưu Thiêm Tài là một cái tên rất tục, rất nhiều người sau khi phát tài đều từ bỏ tên tục của mình, nhưng Vưu Thiêm Tài không sửa, vì hắn cảm thấy cái tên này mang đến tiền tài cho mình. Cũng vì thế hắn còn lấy tên đưa con tục hơn, đó là An Phú, Bình An Phú Quý. Nhưng tên Vưu Thiêm Tài mang đến tài lộc nhưng tên của con lại không mang đến bình an. Tối qua hắn đã đến nhà xác nhận thi thể của con trai, An Phú không còn bình an mà cũng chẳng còn phú quý. Vưu Thiêm Tài biết cảnh sát đang điều tra, hơn nữa người điều tra vụ này là Chu Công Thành trước kia từng nhận nhiều lợi ích từ hắn. Nhưng vụ này hắn không hoàn toàn tin vào năng lực của Chu Công Thành, cho nên hắn còn tìm kẻ khác lén điều tra. Giám đốc Vưu. Một âm thanh trầm bổng vang lên, một người đàn ông anh tuấn hơn 30 đi đến, người này chính là kẻ được Vưu Thiêm Tài phái đi điều tra, tên là Trương Khai, tự xưng là đặc công về hưu. Vưu Thiêm Tài cũng không tin Trương Khai thật sự là đặc công về hưu nhưng lại biết đối phương có năng lực, cũng rất có quan hệ. Hắn đã từng hợp tác vài lần với đối phương, mỗi lần như vậy người này đều điều tra rõ ràng, không có lỗi, vì vậy lần này hắn tin Trương Khai cũng làm ra chuyện. Ngồi đi. Vưu Thiêm Tài chỉ vào chiếc ghế trống. Đã điều tra xong chưa? Trương Khai ngồi xuống không khách khí, hắn khẽ gật đầu. Trên cơ bản đã xong, hiểm nghi lớn nhất là An Tâm. An Tâm. Vưu Thiêm Tài cũng có ấn tượng với cái tên này. Là nữ sinh viên nhảy lầu tháng trước sao? Đúng vậy, là nữ sinh viên này. Trương Khai khẽ gật đầu. Ngày hôm qua có cả Đào Mai bị giết, Đào Mai là bạn học của An Tâm. Vưu Thiếu Gia và Đào Mai chết vào lúc 3 giờ chiều, mà lúc 2 rưỡi chiều có nhiều người chứng minh Đào Mai chở An Tâm đi đâu đó, rõ ràng là An Tâm cũng đến chỗ đó. Lúc này mọi người đã chết nhưng không thấy An Tâm, tôi đã điều tra màn hình giám sát, 3 giờ chiều An Tâm đã từng xuất hiện ở gần đó, vì vậy tôi tin kẻ giết chết Vưu Thiếu Gia chính là An Tâm. Nắm chắc mấy phần? Vưu Thiêm Tài hỏi. 8 phần. Trương Khai trả lời. Vì tôi còn chưa xác định An Tâm có phải có năng lực giết chết Vưu Thiếu Gia hay không, vì nếu nàng có thực lực kia thì tháng trước sẽ không nhảy lầu. Vì vậy tôi cũng có hơi nghi ngờ, tuy Vưu Thiếu Gia chết đi có liên quan đến An Tâm, nhưng kẻ chính thức ra tay sợ rằng cũng không phải là cô ta. 8 phần chắc chắn thì dù không phải cũng đáng chết. Vưu Thiêm Tài thản nhiên nói. Giám đốc Vưu, chuyện này tôi cũng muốn khuyên anh. Trương Khai suy nghĩ rồi mở miệng. Sao? Vưu Thiêm Tài chợt vỗ ghế. Con trai tôi chết, anh còn nói gì nữa? Giám đốc Vưu, chúng ta đã hợp tác vài năm, đều rất vui vẻ thuận hòa, vì vậy tôi muốn cho anh biết một chuyện. Trương Khai cười nhạt một tiếng. An Tâm sở dĩ có thể xử lý Vưu Thiếu Gia cũng vì tìm được núi lớn để dựa lưng, mà người này dù là giám đốc Vưu hay tôi cũng không thể động vào, cho nên tôi muốn khuyên anh một câu. Anh chỉ cần nói cho tôi biết tên, cụ thể xử lý ra sao là chuyện của tôi. Vưu Thiêm Tài lạnh lùng nói. Trương Khai đưa cho Vưu Thiêm Tài một sấp văn kiện. Giám đốc Vưu, người kia là Hạ Thiên, bây giờ đang ở cùng An Tâm, đây là văn kiện tư liệu về hắn. Mặt khác tôi muốn nói cho anh biết một chuyện, trước khi chúng ta nói chuyện một phút thì Chu Công Thành bị trúng đạn vào hai tay hai chân, người ra tay là Hạ Thiên. Đây là thù lao của anh có thể đi được rồi. Vưu Thiêm Tài không xem tài liệu mà chỉ đưa chi phiếu cho Trương Khai. Trương Khai nhận chi phiếu rồi không nói hai lời mà đứng lên bỏ đi. Hừ, trước tiên nên đổi chi phiếu,
nếu không đến ngày mai thì đừng hòng. Trương Khai thầm nói một tiếng và bước đi nhanh hơn. Giữa trưa, trong một nhà hàng ở thành phố Tây Đô, A Hào mang theo người phụ nữ của mình đến dùng cơm, sau khi Hạ Thiên đến Tây Đô thì hắn bắt đầu nghỉ ngơi, cũng bắt đầu đưa phụ nữ của mình đi dạo phố như người thường. Anh Hào! Nhưng người trong giang hồ muốn nghỉ ngơi cũng khó, vì vậy mà một tên thanh niên chạy đến, chính là Hổ Tử Tâm Phúc của A Hào. Hổ Tử, thế nào? A Hào có chút mất hứng. Anh Hào, lại có người đến muốn làm ăn. Hổ Tử nói với vẻ mặt kỳ quái. Vưu Thiêm Tài nhờ chúng ta xử lý dùm một người. Vưu Thiêm Tài. A Hào nhíu mày. Chuyện của lão già này cũng không dễ được tiếp, thế này đi, cố gắng làm tốt một chút. Anh Hào, Vưu Thiêm Tài muốn xử lý một cô gái tên là An Tâm, mà cô gái này đang ở cùng Hạ Thiên, cũng chẳng biết đó có phải là nữ nhân của Hạ Thiên hay không. Hổ Tử nói với vẻ mặt khổ sở. Vậy cậu còn nói cho tôi làm gì? A Hào nổi giận. Đầu óc cậu có vấn đề sao? Trực tiếp từ chối cho tôi. Nhưng Vưu Thiêm Tài bên kia. Hổ Tử có chút do dự. Còn cái gì nữa, Vưu Thiêm Tài muốn chết thì cứ để hắn đi chết, đừng động đến chúng ta. A Hào tức giận nói. Anh Hào, chúng em sẽ bỏ ngay. Hổ Tử gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Con bà nó, Hạ Thiên đúng là biết gây chuyện, mới vài ngày mà đã động vô một đám người. A Hào căm giận nói, ngay sau đó tâm tình dùng cơm cũng không còn, hắn đang suy nghĩ xem có nên xuất ngoại du lịch hay không, vì ở cùng một chỗ với Hạ Thiên là quá nguy hiểm. Cơ Thanh Ảnh đi dạo nửa ngày cuối cùng cũng không mua bộ quần áo nào, nhưng nàng mua một thứ khác, đó là mua một chiếc xe. Cơ Thanh Ảnh cũng không phải mua xe thể thao cao quý, khi nàng đi qua một cửa hàng xe hơi nội địa thì chợt muốn mua, vì nàng thấy có nhiều người đi xe, nhưng nàng là nữ hoàng mà không có, đúng là mất mặt. Tất nhiên Cơ Thanh Ảnh cũng không biết lái xe, nhưng không sao, An Tâm biết lái xe, vì vậy mà sau khi mua xe thì An Tâm chở Cơ Thanh Ảnh chạy mất. Chồng, người ở đây chờ chúng ta quay về. Cơ Thanh Ảnh nói một câu rồi ném Hạ Thiên ở ven đường. Hạ Thiên cũng không quan tâm, vì hắn thấy đói bụng, mà vị trí hiện tại của hắn chính là một quán lẩu. Đi ăn lẩu thôi. Hạ Thiên bắt chuyện với đám người Phương Minh Khôn, sau đó hắn đi về phía quán lẩu, còn Cơ Thanh Ảnh khi nào thì quay về, hắn không quan tâm, lại càng không quan tâm đến vấn đề an toàn cho Cơ Thanh Ảnh. Khi Hạ Thiên đi vào quán lẩu thì An Tâm đã lái xe được vài km, nhưng Cơ Thanh Ảnh chợt la lên. Tô Sư Tỷ, dừng xe. Âm thanh của Cơ Thanh Ảnh rất lạnh lẽo không khỏi làm cho An Tâm nhảy dựng lên, mà hầu như cùng lúc này nàng cảm thấy một luồng thần thức cực mạnh ép về phía mình. Chương 1457, dã tâm của Cơ Thanh Ảnh. An Tâm dừng xe ven đường nhìn Cơ Thanh Ảnh, nàng cũng không nói lời nào. Thật ra nàng đã sớm phát hiện ra sự bất bình thường của Cơ Thanh Ảnh, thậm chí còn mơ hồ đoán ra một sự kiện, nhưng nàng thật sự khó thể tin vào suy đoán kia của mình. Tô Sư Tỷ, có lẽ bây giờ tỷ đã đoán ra được, những gì tỷ đang thấy chỉ là phân thân của ta. Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên vào tai An Tâm, điều này không khỏi làm cho trái tim nàng đập lên điên cuồng. Cơ sư muội, cô thật sự đã lên đến phân thần kỳ. An Tâm cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi, đúng như những gì Cơ Thanh Ảnh đã nói, nàng đã sớm đoán Cơ Thanh Ảnh trước mắt chỉ là một phân thân. Nhưng vấn đề là muốn luyện chế ra phân thân phải lên đến tu vi phân thần kỳ. Hơn một tháng trước Cơ Thanh Ảnh chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, sao chỉ sau thời gian ngắn đã tiến lên phân thần kỳ rồi. Nếu ta chưa đến phân thần kỳ thì sao Nhiếp Tử Hùng có thể cố kỵ Hạ Thiên? Nếu không phải hắn cố kỵ Hạ Thiên thì bây giờ ngươi đã chết rồi, vì đối với Nhiếp Tử Hùng thì ngươi căn bản không có giá trị gì. Âm thanh của Cơ Thanh Ảnh vẫn trong trẻo và lạnh lùng như vậy, sau đó nàng chợt ném ra ngoài một vấn đề làm cho An Tâm cực kỳ mê say. Tô Sư Tỷ, tỷ có muốn chỉ sau một đêm từ Nguyên Anh kỳ biến thành phân thần kỳ không? Sao? An Tâm chợt sững sờ. Cơ sư muội, điều này sao có thể? Chỉ cần tỷ nghe ta, không có gì là không thể. Cơ Thanh Ảnh hừ khẽ một tiếng. Ta cần cho tỷ làm thị nữ chính thức, nói một cách cụ thể thì làm thị nữ của phân thân này, chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nếu tỷ đồng ý, ta có thể làm cho cô biến thành phân thần kỳ sau một đêm mà thôi. Cơ sư muội, tôi biết rõ ý của cô, mà cô vì sao lại cần tôi bảo vệ phân thân? An Tâm có chút mê hoặc. Với tu vi hiện tại của cô, không ai có thể làm tổn thương phân thân của cô được, dù cô ở cách đây rất xa vẫn có thể bảo vệ được. Tô sư tỷ, ta cũng không quanh co với tỷ,
ta có thể sẽ trở về Đại lục Tiên Vân nhưng phân thân sẽ ở lại thế giới này. Đại lục Tiên Vân cách đây quá xa, sau khi ta về sẽ không thể giữ mối liên hệ chặt chẽ với phân thân, dù có thể trợ giúp phân thân của mình nhưng năng lực sẽ giảm đi rất nhiều, vì vậy ta cần tỷ bảo vệ thay. Cơ Thanh Ảnh bắt đầu nói chậm lại giống như sợ An Tâm không nghe rõ. Ta biết tỷ thích sống bình an, không muốn cuốn vào chốn thị phi, nhưng ta có thể nói cho tỷ biết, chỉ khi nào tỷ đồng ý với điều kiện của ta, như vậy tỷ mới thật sự được sống yên tĩnh. Nếu không với tu vi hiện tại của tỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Nhiếp Tử Hùng giết chết, hơn nữa tỷ sẽ xúc phạm pháp luật của thế giới này, nếu tỷ đồng ý làm thị nữ cho ta, tất cả sẽ có người giúp tỷ giải quyết vấn đề. An Tâm trầm mặc vài giây, cuối cùng nàng gật đầu. Cơ sư muội, thế giới này dù không tàn khốc như Đại lục Tiên Vân nhưng thật sự muốn sống bình an cũng không dễ. An Tâm khẽ thở dài một hơi rồi nói thêm. Thật ra, cơ sư muội, dù cô không yêu cầu thì tôi cũng tình nguyện bảo vệ nữ hoàng bệ hạ đáng yêu này, tôi chỉ không rõ cô vì sao lại cần tôi bảo vệ cô ấy. Tôi tin Hạ Thiên bảo vệ sẽ thích hợp hơn. Bây giờ hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh, không đủ để bảo vệ ta. Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói. Như vậy tỷ tình nguyện làm thị nữ cho phân thân của ta, không tiếc tất cả để bảo vệ cho nàng ta, đúng không? Đúng vậy, cơ sư muội, ta đồng ý. An Tâm khẽ gật đầu. Rất tốt, ta tin tưởng tỷ, nhưng ta cần phải nói trước, nếu tỷ dám bằng mặt không bằng lòng, dù tỷ đến phân thần kỳ thì ta cũng có thể xử lý được. Mà ta ở Đại lục Tiên Vân cũng sẽ xử lý cửu tộc của tỷ. Trong giọng điệu của Cơ Thanh Ảnh có vài phần lạnh lẽo. Đây không phải là uy hiếp, ta nói được làm được. An Tâm khẽ gật đầu. Cơ sư muội, tôi đã lâu không về nhà, tôi cũng sẽ không quay về Đại lục Tiên Vân, nếu cô thật sự quay về thì mong sao có thể giúp tôi chăm sóc bọn họ, đây cũng là điều cuối cùng tôi làm được cho bọn họ. Tỷ là thị nữ của ta, tất nhiên ta sẽ ban thưởng cho Tô gia vinh hoa vạn thế. Cơ Thanh Ảnh chậm rãi nói. Không biết bệ hạ còn gì cần phân phó. An Tâm chợt trở nên kính cẩn nghe lời. Nàng không tức giận vì uy hiếp của Cơ Thanh Ảnh, không giật mình vì lời nói của Cơ Thanh Ảnh, nếu những gì Cơ Thanh Ảnh nói là thật thì nàng sẽ tiến lên phân thần kỳ sau một đêm, nàng sẽ không ngại bất cứ thứ gì đến từ Cơ Thanh Ảnh. An Tâm dù sao cũng là người tu tiên, nàng vẫn chú ý nhất đến tu vi, đặc biệt là sau khi gặp Nhiếp Tử Hùng thì nàng càng ý thức được một vấn đề, dù là ở thế giới này, nếu không có thực lực thì muốn sống cuộc sống an bình cũng là điều xa vời. Tỷ nên quay về khách sạn và đưa ta đi tìm Hạ Thiên. Ta sẽ thuyết phục hắn chính thức hợp tác với tỷ. Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói. Chính thức hợp tác với tôi. An Tâm lại ngây người. Bệ hạ, chẳng lẽ bây giờ Hạ Thiên còn chưa chính thức hợp tác với tôi sao? Tỷ cho rằng hắn sẽ thật sự tin tưởng dễ dàng như vậy. Cơ Thanh Ảnh khẽ hừ một tiếng. Hắn đồng ý hợp tác với tỷ, chẳng qua chỉ là vì khảo sát, nếu hắn tình nguyện chính thức hợp tác, tu vi của tỷ bây giờ là phân thần kỳ rồi. Bệ hạ. Ý của cô là, Hạ Thiên có thể làm cho tu vi của tôi tiến lên phân thần kỳ. An Tâm cũng không ngốc, nàng có thể nghe ra ý nghĩa lời nói của Cơ Thanh Ảnh. Lái xe quay về, trên đường đi ta sẽ cho tỷ biết vài chuyện về hắn. Cơ Thanh Ảnh nhàn nhạt hạ lệnh. Hạ Thiên ăn xong không nhanh không chậm, hắn cũng không chờ Cơ Thanh Ảnh quay về mà trực tiếp về khách sạn. Hạ Thiên vào phòng ngủ và thấy Cơ Thanh Ảnh, An Tâm đều ở bên trong. Các người về khi nào? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hai người này về từ lúc nào? An Tâm, ngươi ra ngoài đi. Cơ Thanh Ảnh mở miệng nói. Vâng, bệ hạ. An Tâm khẽ lên tiếng, sau đó nàng xoay người đi ra. Hạ Thiên không khỏi sững sờ, hắn nhìn chằm chằm vào Cơ Thanh Ảnh, lại có chút khó chịu. Là cô. Không đợi Cơ Thanh Ảnh lên tiếng, Hạ Thiên bất mãn nói. Này, cô muốn giở trò quỷ gì? Trước đó tôi muốn xử lý Nam Cung Yến thì cô bỏ chạy mất, sau đó lại làm ra một phân thân, cô có bị bệnh không? Ta không có thời gian dây dưa những vấn đề này với ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi biết, An Tâm đã là thị nữ của ta, sau này nàng ta sẽ tuyệt đối trung thành, ngươi không nên lo lắng nàng ta sẽ không nghe lời. Vì vậy ngươi tốt nhất nên thi triển đệ lục châm cho nàng ta, đưa nàng ta lên phân thần kỳ, nếu không khi sư tôn Vấn Thiên Quân xuất hiện, các người chưa hẳn đã đối phó được. Cơ Thanh Ảnh căn bản không quan tâm đến vấn đề của Hạ Thiên, nàng chỉ trực tiếp nói ra ý tưởng của mình. Vấn Thiên Quân. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi. Cô cho rằng Vấn Thiên Quân có thể đến. Không phải có thể mà là nhất định. Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên sẽ chỉ là một phân thân đi qua,
nhưng dù là phân thân thì ít nhất cũng phải là phân thần kỳ mới đối phó được. Nếu ngươi muốn ổn hơn một chút, như vậy nên tạo ra một cao thủ phân thần kỳ. Hạ Thiên cảm thấy khó chịu, dù hắn thật sự lo lắng về điều này, cũng biết có thêm một cao thủ phân thần kỳ thì sẽ dễ dàng thắng hơn, nhưng vấn đề là hắn thấy Cơ Thanh Ảnh có mưu đồ khác. Cô rốt cuộc muốn gì? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Rất đơn giản, ta không muốn phân thân của mình bị Dạ Ngọc Mị giết chết, ta cần một cao thủ phân thần kỳ để bảo vệ cho nàng ta, đây là chuyện tốt với ngươi và với ta. Nếu ngươi không muốn làm vậy thì ta cũng không có hứng thú ép buộc. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Ta còn có việc, không muốn nói nhiều, ngươi nghĩ thế nào thì làm như vậy, ta đi trước. Này, đợi chút. Hạ Thiên cũng không muốn Cơ Thanh Ảnh bỏ đi như vậy, hắn hô lên. Chờ cái gì? Âm thanh khờ dại vang lên bên tai Hạ Thiên, là Cơ Thanh Ảnh ngây thơ như cũ. Hạ Thiên chợt buồn bực, yêu nữ chết tiệt kia lại chạy mất, không biết bây giờ đang ở đâu. Lúc này ngoài xa ngàn dặm trên đỉnh một ngọn núi tuyết trắng, một cô gái xinh đẹp mặc cung trang xanh biếc đang đứng ngạo nghễ, cực kỳ tuyệt diễm, chính là Cơ Thanh Ảnh. 10 tháng pháp trận mới mở một lần, ta cũng không thể chờ lâu như vậy. Cơ Thanh Ảnh có chút trào phúng. Sư tôn ơi sư tôn, ngài cho rằng có thể tính toán tất cả, đáng tiếc là chuyện trên đời cũng không như người ta mong muốn. Khi phân thân của ngài chết ở thế giới này, với sự kiêu ngạo của ngài, có lẽ ngài sẽ tự mình đến đây. Khi pháp trận mở ra thì chính là ngày ta quay về Đại Lục Tiên Vân, mà ngài sẽ ở lại thế giới này. Cơ Thanh Ảnh nhìn lên không gian bao la, nàng giống như thấy một cô gái mặc cung trang xanh biếc đang bao quát chúng sinh trên Đại Lục Tiên Vân. Khách sạn Tây Đô. Cơ Thanh Ảnh đang nói chuyện, xem phim và cắn hạt dưa với An Tâm, nếu không phải nàng còn mặc cổ trang, chỉ sợ bây giờ chẳng ai phân biệt được nàng là người thế giới khác. Hạ Thiên ngồi trên ghế salon trong phòng khách, hắn ngây người. Hắn còn chưa muốn thi triển đệ lục châm cho An Tâm, hắn thật sự không thể tin tưởng 100% vào yêu nữ Cơ Thanh Ảnh. Đúng lúc này thì Hạ Thiên nhận được điện thoại, hắn bỏ qua những gì đang nghĩ, vì Ngải Vi Nhi điện thoại đến. Cậu đang ở đâu? Tôi đi xử lý hai người trước rồi đến tìm cậu. Ngải Vi Nhi hỏi. Vợ Vi Nhi, buổi sáng không phải chỉ nói giết một người sao? Thế nào lại biến thành hai rồi? Hạ Thiên có chút bất ngờ, sao thay đổi nhanh như vậy? Chương 1458, bị tiên nữ đánh cho hôn mê. Ai bảo sắc lang chết tiệt cậu để người ta căm hận như vậy? Ngải Vi Nhi tức giận nói. Trước khi tôi lên máy bay còn nhận được yêu cầu giết cậu, chờ tôi hạ cánh thì ở Tây Đô đã có hai kẻ muốn giết cậu. Còn có kẻ muốn giết tôi. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Ngoài Đinh Tử Phong thì còn ai nữa chứ? Tôi tạm thời chưa biết, nhưng sẽ có manh mối, có thể điều tra được thôi. Chờ tôi xử lý xong Đinh Tử Phong thì sẽ biết tên kia là ai. Ngải Vi Nhi nhanh chóng nói. Này, cậu còn chưa nói mình đang ở đâu. À, tôi đang ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Tây Đô. Hạ Thiên trả lời vấn đề của Ngải Vi Nhi, sau đó hắn đề nghị. Vợ Vi Nhi, nếu không bây giờ tôi đi tìm chị, chúng ta cùng xử lý tên ngốc Đinh Tử Phong. Không cần, chuyện nhỏ nhặt này không cần cậu ra tay. Ngải Vi Nhi từ chối lời đề nghị của Hạ Thiên, nói đùa sao, một tên tiểu nhân vật mà tự Hạ Thiên ra tay, chẳng phải là mất mặt à. Đáng lý ra nhân vật như Đinh Tử Phong có thể tùy tiện tìm một sát thủ của ám ảnh đoàn xử lý là được, Ngải Vi Nhi tự mình đến cũng vì lấy cớ gặp Hạ Thiên mà thôi. Hạ Thiên cũng không cưỡng ép, mà Ngải Vi Nhi nhanh chóng cúp điện thoại để đi làm việc. Vợ Vi Nhi muốn giết vài người cũng mất vài giờ. Hạ Thiên thì thào nói. Sau đó có quyết định và quay đầu nhìn Cơ Thanh Ảnh và An Tâm. Hai người theo tôi đi vào trong, tôi sẽ giúp các người tăng công lực. Bây giờ sao? An Tâm ngây người, Hạ Thiên có chút đột ngột, tuy nàng chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ. Không lâu trước đó Cơ Thanh Ảnh chợt biết nhiều chuyện về Hạ Thiên, nàng cảm thấy mình khá sáng suốt, xem ra trước đó mình lựa chọn hợp tác với Hạ Thiên là quá đúng. Tất nhiên Cơ Thanh Ảnh cũng không nói nhiều với An Tâm, thực tế Cơ Thanh Ảnh cũng không biết nhiều. Nhưng An Tâm vẫn cảm thấy Hạ Thiên rất hùng mạnh. An Tâm từ Cơ Thanh Ảnh mà biết Hạ Thiên không phải là người Đại Lục Tiên Vân, hắn là người địa cầu nhưng học được thượng cổ tiên thuật là Nghịch Thiên Bát Châm. Điều càng kinh người là hắn đã tu luyện đến đệ lục châm, có thể biến một người tu tiên nguyên anh kỳ thành phân thần kỳ, rõ ràng là năng lực nghịch thiên. Nhưng An Tâm càng cảm thấy kỳ quái hơn, nàng sớm biết Hạ Thiên là đàn ông của Cơ Thanh Ảnh, thậm chí còn là đàn ông của Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị. Là loại đàn ông gì mới được như vậy? An Tâm cũng biết một chuyện,
đó chính là Cơ Thanh Ảnh và Dạ Ngọc Mị có thù oán với nhau, tất nhiên cụ thể là mối thù gì thì Cơ Thanh Ảnh không nói, nhưng An Tâm vô thức tin rằng hai người bọn họ vì tranh giành một người đàn ông mà ra. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy Hạ Thiên rất lợi hại, đàn ông có thể làm cho Cơ Thanh Ảnh và Dạ Ngọc Mị cùng nhau tranh giành, sao có thể là bình thường. Là bây giờ, tôi đang rất bận. Hạ Thiên thật sự rất bận rộn, vì tối nay vợ Vi Nhi sẽ đến. An Tâm, nhanh đi, chỉ cần vài tiếng mà thôi. Cơ Thanh Ảnh nũng nịu thúc giục. Vâng, bệ hạ. An Tâm cuối cùng cũng phục hồi tinh thần trở lại, nàng lên tiếng rồi đi theo Hạ Thiên vào trong phòng ngủ lớn. Ta sẽ hộ pháp cho các người. Cơ Thanh Ảnh đi đến, xem ra bây giờ vị nữ hoàng mất trí này càng ngày càng biết được nhiều thứ. 9 giờ tối, Đinh Tử Phong chạy xe Audi về nhà, bạn gái Gia Gia của hắn đã xuất hiện, đêm nay hắn sẽ đưa nàng đi ăn một bữa cơm thật xa hoa, hắn vốn định đưa nàng đến nhà qua đêm, nhưng Gia Gia đang sợ hãi, cũng không cho phép hắn làm việc. Đinh Tử Phong bây giờ tâm tình rất tốt, vì hắn biết sát thủ chuyên nghiệp mà mình thuê tối nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đêm nay tên khốn Hạ Thiên kia sẽ biến thành người chết, mà mỹ nữ bắn hắn trước kia sẽ là hoa vô chủ, tất nhiên hắn sẽ thích làm gì thì làm. Đinh Tử Phong vừa mở cửa xuống xe và đi vào nhà với ý nghĩ thỏa thuê mãn nguyện thì phần gáy chợt đau đớn, cảm giác đau truyền đến cuống họng. Đinh Tử Phong vô thức sờ ra sau gáy, hắn thấy đầy máu tươi, một giây sau hắn cảm thấy hít thở khó khăn, cuối cùng ngã gục. Đinh Tử Phong không thấy rõ vì trong bóng tối có một cây phi đao phóng xuyên qua cuống họng, sau đó cây đao bay về trong tay của một mỹ nữ, mà mỹ nữ gợi cảm này cũng không nhìn Đinh Tử Phong mà biến mất ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Một giờ sau, trong một căn biệt thự khác, cũng một cây phi đao đã đưa Vưu Thiêm Tài vào trong địa ngục, không lâu sau cha con Vưu Thiêm Tài sẽ gặp lại nhau dưới địa ngục. Nửa giờ sau, Cao Dũng và Vương Hiểu Linh đang đứng ngoài phòng tổng thống chợt thấy trong tầm mắt của mình xuất hiện một mỹ nữ tóc đen cực kỳ quyến rũ. Xin hỏi chị tìm ai? Vương Hiểu Linh mở miệng hỏi. Bốn cảnh sát chia làm hai tổ phân biệt canh gác đến 12 giờ đêm và đến sáng, Cao Dũng và Vương Hiểu Linh có chút quan hệ mập mờ nên được phân một tổ. Còn Phương Minh Khôn và Vương Phương, bọn họ đang nghỉ ngơi dưới phòng trong khách sạn. Bọn họ cũng là người, cũng cần ngủ, tất nhiên cũng không thể đứng canh gác mãi được. Mỹ nữ gợi cảm căn bản không quan tâm đến câu hỏi của Vương Hiểu Linh, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó đi đến gõ cửa phòng. Cửa phòng mở ra, mỹ nữ gợi cảm bước vào, nhưng đúng lúc này sau gáy nàng chợt tê dần, nàng ngã xuống sàn bất tỉnh. Đệ nhất sát thủ thế giới ngầm là ám dạ tinh linh Ngải Vi Nhi bị nữ hoàng mất trí Cơ Thanh Ảnh cho một gậy ngất xỉu. 2 giờ sau, Hạ Thiên nhìn Ngải Vi Nhi đang ngất xỉu mà có chút dở khóc dở cười. Nói một cách tổng thể thì quá trình thi châm rất thuận lợi, Hạ Thiên vốn có chút lo lắng là Nhiếp Tử Hùng sẽ xuất hiện nhưng thật sự không có, điều bất ngờ duy nhất chính là hắn đánh giá thấp năng lực của Ngải Vi Nhi, kết quả là hắn còn chưa kịp thi châm xong thì nàng đã xuất hiện. Tuy lúc đó Hạ Thiên đang thi châm nhưng hắn vẫn biết khá rõ động tĩnh chung quanh, vấn đề là hắn không thể nào bỏ đi, nếu không thì đệ lục châm sẽ thất bại. Hạ Thiên vốn cũng không có gì cần lo lắng, dù Ngải Vi Nhi đến thấy hắn thi châm thì sẽ không quấy rầy, nhưng hắn không ngờ là Cơ Thanh Ảnh lại cho Ngải Vi Nhi một gậy ngất xỉu. Yêu nữ đúng là yêu nữ, dù là biến thành bộ dạng gì thì cũng là yêu nữ. Hạ Thiên thầm nói, hắn khẽ đưa tay lên xoa thái dương cho Ngải Vi Nhi. Cơ Thanh Ảnh ra tay hơi nặng, yêu nữ mất trí này sao có thể biết nặng nhẹ. Tất nhiên nàng cũng không đánh chết Ngải Vi Nhi, nếu không thì chỉ sợ Ngải Vi Nhi cũng sẽ khó thể tỉnh lại. Cũng may Hạ Thiên là thần y, nếu không thì lần này tuy Ngải Vi Nhi không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sẽ có di chứng về sau. Tất nhiên đến bây giờ Hạ Thiên cũng không sợ Ngải Vi Nhi có di chứng, hắn chỉ sợ nàng sẽ tức giận. Nhưng khi Hạ Thiên có chút lo lắng thì Ngải Vi Nhi mở to mắt. Nàng đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên thì khẽ thở ra, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi, nàng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sắc lang chết tiệt, sao cậu đánh tôi? Tôi nào có đánh chị? Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Vợ Vi Nhi, sao tôi có thể cam lòng đánh chị? Hơn nữa nếu là tôi thì chỉ đánh mông, sẽ không đánh lên đầu. Vậy là ai đánh tôi? Ngải Vi Nhi cực kỳ tức giận. Có phải là người phụ nữ ở cùng cậu không? À! Chính là cô ấy. Hạ Thiên cũng không phủ nhận, nhưng hắn lại giải thích. Lúc đó tôi đang thi châm, cô ấy hộ pháp, cô ấy không biết chị, vì vậy mới đánh chị ngất xỉu. Ngải Vi Nhi chợt nhảy dựng lên trên giường. Tôi sẽ tính sổ với cô ta. Thôi bỏ đi, vợ Vi Nhi.
Hạ Thiên tranh thủ ôm lấy Ngải Vi Nhi rồi thầm nghĩ, đùa sao, nàng đi tính sổ Cơ Thanh Ảnh à. Căn bản là đi tự hành hạ mình. Sắc lang chết tiệt, cậu yêu cô ta hơn sao? Ngải Vi Nhi càng giận. Cậu không cho tôi đi tính sổ với cô ta, tôi sẽ đi ra. Vợ Vi Nhi, tôi phải tôi không cho chị đi, căn bản là sợ chị bị hại. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Chị đánh không lại cô ta đâu. Ngải Vi Nhi thật sự đánh không lại Cơ Thanh Ảnh, vì Hạ Thiên vừa mới thi triển đệ ngũ châm cho Cơ Thanh Ảnh, biến nàng thành cao thủ kim đan kỳ. Mà dù Ngải Vi Nhi có đánh thắng Cơ Thanh Ảnh thì Hạ Thiên cũng không cho đi, nguyên nhân rất đơn giản, bên cạnh Cơ Thanh Ảnh còn có một hộ vệ phân thần kỳ, nếu Ngải Vi Nhi đi tìm Cơ Thanh Ảnh, chẳng khác nào tự ngược đãi mình. Sắc lang chết tiệt, tôi hận cậu. Ngải Vi Nhi tức giận nhìn Hạ Thiên, bây giờ nàng thật sự rất giận, nàng vui vẻ đến gặp chồng, nào ngờ bị người phụ nữ khác cho một gậy ngất xỉu. Nhưng khốn nổi khi nàng tỉnh lại thì không thể nào đi báo thù, cảm giác này đúng là quá bực. Vợ Vi Nhi, yêu nữ kia không được bình thường, chị cũng đừng chấp. Hạ Thiên chỉ có thể an ủi Ngải Vi Nhi như vậy, sau đó vẽ ra cho nàng một tương lai tươi sáng. Chờ tôi biến chị trở thành lợi hại hơn, chị có thể tìm cô ta tính sổ. À, khi nào thì tôi lợi hại hơn? Ngải Vi Nhi căm giận hỏi. Có lẽ là 3-4 năm gì đó. Hạ Thiên trả lời. Sắc lang chết tiệt, cậu lừa tôi sao? Ngải Vi Nhi lập tức nổi giận. Vợ Vi Nhi, tôi thật sự không lừa chị, nếu không thì bây giờ tôi biến chị thành lợi hại hơn nhé. Hạ Thiên chỉ có thể di rời lực chú ý của Ngải Vi Nhi. Không hứng thú. Ngải Vi Nhi vẫn tức giận. À, vợ Vi Nhi, thật ra tôi cũng không có hứng thú, chúng ta nên làm một chuyện khác, sẽ hứng thú hơn. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn cũng không cho Ngải Vi Nhi cơ hội nói chuyện, nhanh chóng hôn lên môi đỏ của nàng, hai tay cũng bắt đầu chạy loạn. Chương 1459, cùng Vi Sư quay về. Nói không bằng làm, Hạ Thiên nói lâu như vậy cũng không làm cho Ngải Vi Nhi hết giận, mà khi hắn làm chút, vận động, trên người thì những bất mãn của nàng biến mất sạch sẽ. Tất nhiên cũng vì thời gian hắn nói không thể so với thời gian làm. Ám Dạ Tinh Linh lên giường thật sự rất điên cuồng và dã tính, sau một đêm cuồng hoan thì thật sự dã rời, nàng dựa vào người Hạ Thiên không còn chút sức lực, càng chưa nói đến chuyện đi tìm Cơ Thanh Ảnh để báo thù. Ám Dạ Tinh Linh đã ngủ say, Hạ Thiên vẫn tỉnh, hắn cảm thấy mình nên rời khỏi Tây Đô. Hạ Thiên sở dĩ ở lại đây cũng vì muốn giải quyết ba người cuối cùng của Phiêu Miểu Tiên Môn, mà bây giờ ba người kia có hai tên đã sớm bị xử lý, một người đoạt xá thành công biến thành An Tâm. Lúc này An Tâm căn bản không còn nhiệm vụ phải đi tìm Nguyệt Thanh Nhã, càng không muốn về Đại Lục Tiên Vân, hơn nữa nàng còn là thị nữ cho Cơ Thanh Ảnh, không có uy hiếp gì với hắn. Nói cách khác thì đến bây giờ Phiêu Miểu Tiên Môn đến 12 người và chỉ còn một người chưa được giải quyết là Nhiếp Tử Hùng. Tối qua Hạ Thiên thi châm và tạo ra sóng dao động lớn nhưng không hấp dẫn được Nhiếp Tử Hùng, vì vậy hắn nghi ngờ Nhiếp Tử Hùng đã rời khỏi Tây Đô. Nếu Nhiếp Tử Hùng còn ở lại thành phố Tây Đô, đối phương cũng không thể nào chủ động xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, mà muốn tìm ra một người như Nhiếp Tử Hùng cũng không dễ dàng gì. Hạ Thiên không thích trò ôm cây đợi thỏ, vì vậy hắn muốn về Thanh Phong Sơn. Điều quan trọng là hôm qua Cơ Thanh Ảnh có nói cho Hạ Thiên biết, nàng cảm thấy Vấn Thiên Quân rất có khả năng đã đến thế giới này, mà Hạ Thiên cảm thấy Vấn Thiên Quân là mối uy hiếp lớn nhất. Vấn Thiên Quân làm nhiều chuyện vì muốn tìm Nguyệt Thanh Nhã quay về, nếu đối phương thật sự tìm được Nguyệt Thanh Nhã, như vậy nhất định sẽ đưa thần tiên tỷ tỷ đi mất. Hạ Thiên nghĩ đến đây thì quyết định mặc quần áo thức dậy, hắn đã quyết tâm hôm nay sẽ quay về Thanh Phong Sơn, nhưng trước khi đi hắn cần phải thông báo vài chuyện cho An Tâm và Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh không muốn rời khỏi Tây Đô, không biết nàng thích chỗ này hay sợ đến Thanh Phong Sơn sẽ gặp phải Dạ Ngọc Nghị, nhưng lần này nàng cũng không ép Hạ Thiên không được quay về. Hạ Thiên thật sự cầu còn chưa được, bây giờ Cơ Thanh Ảnh nếu đến Thanh Phong Sơn thì sẽ phải đánh nhau với Dạ Ngọc Nghị, hơn nữa nàng đắc tội không phải chỉ với Dạ Ngọc Nghị mà còn với Ngải Vi Nhi, nếu đến Thanh Phong Sơn và đắc tội thêm với người khác thì cho nàng ở lại Tây Đô vẫn hay hơn. Cơ Thanh Ảnh ở lại đây cũng có chỗ tốt. Vì An Tâm sẽ cùng ở lại, nếu như vậy, nếu Nhiếp Tử Hùng chưa rời khỏi Tây Đô và đến trước mặt An Tâm thì chỉ còn đường chết. Sau khi nói rõ mọi việc, để lại số điện thoại di động, để lại một thẻ tín dụng và tiền mặt cho Cơ Thanh Ảnh, Hạ Thiên đi vào phòng ngủ mặc quần áo tử tế cho Ngải Vi Nhi, sau đó đưa nàng rời khỏi khách sạn Tây Đô, bay vội về Thanh Phong Sơn. 10 phút sau nhóm Phương Minh Khôn rời khỏi khách sạn Tây Đô, chính thức hoàn thành nhiệm vụ. Một giờ sau hai bên Hắc Bạch ở Tây Đô đều nâng ly chúc mừng ôn thần Hạ Thiên bỏ đi.
Dưới Thanh Phong Sơn, một tên thanh niên anh tuấn đứng dưới ánh mặt trời, phụ nữ nào đi qua bên cạnh cũng không nhịn được phải đưa mắt nhìn. Bây giờ Thanh Phong Sơn đã náo nhiệt hơn xưa, lúc này đã có nhiều người đến leo núi, nữ du khách cũng có vài người. Nhưng đám du khách nữ này cũng không biết anh chàng đẹp trai trong mắt mình chính là tội phạm truy nã ở thủ đô, là Phó Bình Quang. Phó Bình Quang lúc này nhắm mắt lại, hắn giống như cảm nhận được thứ gì đó, vài phút sau mới mở mắt lẩm bẩm. Hẳn là nơi này. Hai luồng thần quang từ trong mắt Phó Bình Quang bắn ra, hắn cuối cùng cũng có hành động, hắn tiến ra một bước, giống như chỉ là một bước nhỏ nhưng chỉ sau nháy mắt đã lên đến sườn núi. Càn Khôn đại trận. Phó Bình Quang khẽ nói. Chỉ là tiểu trận, lại không có người trấn thủ, sao có thể cản được bản tôn. Phó Bình Quang lại tiến lên một bước, một giây sau xuất hiện bên trong Càn Khôn đại trận. Phó Bình Quang khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn lên đỉnh núi Thanh Phong Sơn, lại khẽ lắc đầu. Linh khí quá mỏng, vô giá trị. Một giây sau trên mặt Phó Bình Quang lộ ra vẻ vui sướng, vì hắn thấy một tiên tử áo trắng từ trên đỉnh núi bay xuống. Vị tiên tử này chính là Nguyệt Thanh Nhã, nàng là người nắm giữ đại trận, dù là ai tiến vào thì nàng sẽ lập tức biết được, vì thế Phó Bình Quang vừa vào thì nàng có cảm ứng đầu tiên. Ngươi là ai? Nguyệt Thanh Nhã khẽ hạ xuống rơi xuống địa phương cách Phó Bình Quang 50 mét. Thanh Nhã, nhìn thấy ngươi vẫn khỏe, vi sư quá sức vui mừng. Phó Bình Quang mỉm cười đến bây giờ hắn thật sự vui vẻ, dù là ánh mắt hay giọng điệu cũng đều làm cho người ta cảm thấy vui sướng chân thành. Vẻ mặt Nguyệt Thanh Nhã chợt biến đổi, nàng nhìn Phó Bình Quang, khoảnh khắc này nàng giống như khó thể tin, một lúc lâu sau nàng mới hỏi. Ngài là sư tôn sao? Thanh Nhã, 20 năm không gặp, chẳng lẽ ngươi không còn nhớ âm thanh của sư tôn? Giọng điệu của Phó Bình Quang chợt biến đổi, trở nên có hơi trầm thấp, còn có chú tang thương, nếu như trước đó âm thanh là của một tên thanh niên thì bây giờ là của một ông lão cao tuổi. Tuy đã hơn 20 năm chưa được nghe thấy âm thanh này nhưng vẫn làm cho Nguyệt Thanh Nhã xác định đó là sư phụ của nàng, chính là Vấn Thiên Tiên Tôn danh xưng là môn chủ Phiêu Miểu Tiên Môn, là Vấn Thiên Quân. Đệ tử Nguyệt Thanh Nhã tham kiến sư tôn. Nguyệt Thanh Nhã không hề nghi ngờ mà hành lễ với Vấn Thiên Quân. Không cần đa lễ. Vấn Thiên Quân mỉm cười, sau đó lời nói xoay chuyển. Thanh Nhã, đi thôi, đi về với vi sư. Nguyệt Thanh Nhã chợt sững sờ, lúc này nàng thật sự không biết nên nói thế nào cho phải. Sau khi Nguyệt Thanh Nhã biết được tin tức sư tôn đến thế giới này kiếm mình từ trong miệng của Hạ Thiên, nàng bắt đầu nghĩ đến tình huống gặp mặt sư tôn. Nguyệt Thanh Nhã tuy nghi ngờ nguyên nhân thật sự để sư tôn đến tìm mình, nhưng nàng có thể xác định một chuyện. Đó là dù sư tôn tìm nàng vì nguyên nhân gì, nếu tìm được sẽ yêu cầu nàng quay về Phiêu Miểu Tiên Môn. Nhưng Nguyệt Thanh Nhã cũng không muốn về, chỉ là nàng không biết nói sao cho phải, càng không biết sư tôn có đồng ý cho nàng ở lại thế giới này hay không. Trước đó một phút, khi sư tôn xuất hiện trước mặt thì nàng đã tính kéo dài thời gian, chậm rãi giải thích nguyên nhân. Dựa theo ý nghĩ của Nguyệt Thanh Nhã, sư tôn nhất định sẽ dừng lại một thời gian, như vậy nàng sẽ có thể thuyết phục ngài cho mình ở lại thế giới này. Nhưng nàng không ngờ sư tôn lại trực tiếp như thế, không cho nàng chút cơ hội nào, vừa gặp mặt đã muốn đưa đi. Điều này làm cho Nguyệt Thanh Nhã thật sự trở tay không kịp, vì thế mà nàng căn bản cũng không biết ứng phó thế nào cho phải, nàng cứ ngây người sửng sốt khoảng 10 giây. Thế nào? Thấy Nguyệt Thanh Nhã chần chừ thì Vấn Thiên Quân có chút mất vui. Thanh Nhã, chẳng lẽ con không muốn theo vi sư quay về? Sư tôn, đệ tử còn chuyện nhà cần xử lý. Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói, nàng nghe ra giọng điệu mất vui của Vấn Thiên Quân, đồng thời cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Trên đại lục Tiên Vân thì Vấn Thiên Quân là người tiếng tăm lừng lẫy, phóng mắt khắp đại lục cũng khó có vài người địch lại, hầu như không ai có thể vi phạm ước nguyện của hắn, Phiêu Miểu Tiên Môn càng không có ai dám trái lệnh, ít nhất thì bên ngoài cũng không ai dám phản đối. Mỗi đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn đều kính sợ Vấn Thiên Quân như thần tiên, dù là Nguyệt Thanh Nhã được Vấn Thiên Quân bảo vệ và che chở thì cũng là như thế. Đây là cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng, dù là 20 năm qua cũng không hoàn toàn biến mất. Tất nhiên dù sao cũng đã 20 năm Nguyệt Thanh Nhã chưa được gặp Vấn Thiên Quân, vì vậy mà cảm giác kính sợ cũng giảm đi khá nhiều, nếu không phải như vậy thì khi Vấn Thiên Quân đưa ra yêu cầu thì nàng đã đồng ý không chút do dự, sau đó cùng đi với đối phương. Bây giờ Nguyệt Thanh Nhã tuy không dám từ chối thẳng thừng nhưng vẫn có thể kéo dài chút thời gian, đây có thể nói là khó có được với nàng. Con tứ cô vô thân. Sao lại có chuyện nhà? Vấn Thiên Quân khẽ nhíu mày, giọng điệu càng mất vui.
sư tôn có lẽ chưa bía, đệ tử đã thành ra ở đây. Nguyệt Thanh Nhã dần bình tĩnh trở lại, sư tôn gây áp lực thật sự không bằng tình cảm của nàng với nam nhân của mình, nàng không muốn bỏ đi, càng không muốn bỏ đi như vậy. Thành ra, Vấn Thiên Quân nhíu mày, hình như có chút mất hứng, nhưng một giây sau thì giọng điệu của hắn chợt hòa hoãn trở lại. Thanh Nhã, con gặp đại biến, thế giới này cũng không thể nào tu luyện, con càng không biết quay về sư môn như thế nào, nản lòng thoái chi mới thành ra lập nghiệp, vi sư cũng có thể hiểu. Thế này đi, con tìm trưởng phu của mình, ta cho phép con mang theo hắn cùng quay về, dù hắn có tư chất thế nào thì ta cũng phá lệ thu làm đệ tử bản môn. Đa tạ sư tôn. Nguyệt Thanh Nhã lại cảm thấy có chút bất ngờ, nàng thật sự không ngờ sư tôn lại khoan hồng độ lượng như thế, nhưng dù sư tôn khoan hồng độ lượng thì nàng cũng không thể nào đưa Hạ Thiên về Phiêu Miểu Tiên Môn. Khi Nguyệt Thanh Nhã đang không biết nên mở miệng thế nào thì một âm thanh lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống. Vấn Thiên Quân, người đã đến đây thì đừng nghĩ sẽ được quay về cổng Phiêu Miểu Tiên Môn. Khi âm thanh vang lên, một cô gái xinh đẹp quyến rũ tuyệt trần bay xuống núi, sau đó hạ xuống cách Vấn Thiên Quân vài trăm mét. Nàng là Dạ Ngọc Mị. Chương 1460, Chu Tiên. Dạ Ngọc Mị, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Trong mắt Vấn Thiên Quân bắn ra hai luồng hàn quang, Dạ Ngọc Mị xuất hiện hình như không làm hắn bất ngờ. Rất tốt, vừa lúc ta đang muốn diệt trừ ngươi, cho Nhật Nguyệt Tiên Môn các ngươi chính thức bị tiêu diệt. Vấn Thiên Quân, ngươi trước tiên cùng chôn với 3.000 đệ tử của Nhật Nguyệt Tiên Môn đi. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vấn Thiên Quân. Một sợi tơ màu đen đã bắn thẳng vào đầu Vấn Thiên Quân. Chỉ là hạng kiến hôi mà dám mạo phạm bản tôn, muốn chết. Vấn Thiên Quân tức giận hừ một tiếng, hắn duỗi một ngón trỏ khẽ điểm về phía Dạ Ngọc Mị. Chỉ là phân thân mà dám xưng tôn, buồn cười. Dạ Ngọc Mị dùng giọng lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường, cùng lúc đó nàng cho ra đòn tấn công mạnh mẽ nhất. Dạ Ngọc Mị vốn cách xa Vấn Thiên Quân vài trăm mét nhưng bây giờ lại xuất hiện cách không trên 10 mét. Hơn 10 sợi tơ bắn ra, những sợi tơ vốn mềm mại lại trở thành những thanh kiếm sắc, phóng thẳng tắp về phía Vấn Thiên Quân. Cùng lúc đó một luồng tinh thần lực khủng bố tuôn về phía Vấn Thiên Quân, là công kích thần thức. Lần này Dạ Ngọc Mị biểu hiện đầy đủ thực lực của phân thần kỳ, không giữ lại thứ gì. Dạ Ngọc Mị xuất hiện tấn công cũng không phải là tùy ý, thực tế đó chính là một lần tấn công đã được xem xét cực kỳ tỉ mỉ của nàng. Dạ Ngọc Mị tin tưởng mình là người hiểu rõ nhất về Nguyệt Thanh Nhã chứ không phải là Hạ Thiên hay Vấn Thiên Quân, vì vậy sau khi có tin tức Vấn Thiên Quân xuất hiện, nếu Vấn Thiên Quân xuất hiện ở Thanh Phong Sơn, với tính cách của Nguyệt Thanh Nhã, hơn nữa còn có quan hệ thầy trò giữa hai bên, muốn để cho Nguyệt Thanh Nhã hoàn toàn trở mặt với Vấn Thiên Quân thì hầu như là không thể. Cũng vì vậy mà nàng lựa chọn chủ động xuất hiện, khơi mào tranh chấp, Nguyệt Thanh Nhã cũng không muốn làm một ác nhân nhưng Dạ Ngọc Mị thì không ngại làm ác. Vì thế những việc như vậy để nàng làm là thích hợp nhất. Dạ Ngọc Mị càng vững tin một chuyện, đó chính là dù Vấn Thiên Quân vì bất kỳ nguyên nhân gì để đến tìm Nguyệt Thanh Nhã, nếu để cho Vấn Thiên Quân thấy mình hoặc Hạ Thiên thì đối phương nhất định sẽ hạ sát thủ. Dù nàng từng nghe Vấn Thiên Quân nói qua những lời tốt đẹp vừa rồi, nhưng nàng vững tin đó chỉ là những lời dùng để lừa gạt Nguyệt Thanh Nhã mà thôi. Nhưng Dạ Ngọc Mị lại lo lắng Nguyệt Thanh Nhã sẽ bị lừa, nếu Nguyệt Thanh Nhã thật sự đưa Hạ Thiên đến trước mặt Vấn Thiên Quân. Như vậy đối với Nguyệt Thanh Nhã sẽ là cơn ác mộng. Nàng cũng tin nếu Vấn Thiên Quân thật sự giết chết Hạ Thiên, như vậy Nguyệt Thanh Nhã sẽ trở mặt thành thù với đối phương. Nếu đã nhất định sẽ trở mặt thành thù thì sao không làm ngay lúc này? Gần đây phát sinh nhiều việc làm cho cái nhìn của Dạ Ngọc Mị phát sinh biến hóa, nàng vẫn không thích Hạ Thiên, không thích tên khốn kia, nhưng nàng biết dù là quá khứ hay hiện tại thì có một số việc nàng khó thể thay đổi, nàng vẫn mong sao Nguyệt Thanh Nhã được sống vui vẻ. Hạ Thiên mà chết đi, Nguyệt Thanh Nhã nhất định sẽ không vui, nếu muốn Nguyệt Thanh Nhã vui vẻ thì lựa chọn duy nhất là xử lý Vấn Thiên Quân. Nếu muốn giết Vấn Thiên Quân thì tất nhiên không dễ gì, nhưng đây căn bản không phải thật sự là Vấn Thiên Quân, chẳng qua chỉ là một phân thân mà thôi. Dạ Ngọc Mị liếc mắt là có thể nhìn thấy thực lực của phân thân này chỉ là Nguyên Anh Kỳ, đối với một cao thủ phân thần kỳ thì giết chết một người tu tiên Nguyên Anh Kỳ chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Tất nhiên Dạ Ngọc Mị cũng biết rõ. Với thân phận của Vấn Thiên Quân thì vượt xa sự hùng mạnh của một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, vì bản thể của tên này là một người tu tiên hùng mạnh tu vi phân thần kỳ hậu kỳ. Tuy bản thể ở cách nơi này rất xa, không trực tiếp tấn công nhưng phân thân của Vấn Thiên Quân chỉ cần dùng thần thức hùng mạnh cũng đơn giản có thể giết người, ví dụ như Nhiếp Tử Hùng vậy. Dù Dạ Ngọc Mị không biết Nhiếp Tử Hùng nhưng lại nghe rõ xung đột giữa Hạ Thiên và Nhiếp Tử Hùng thông qua Nguyệt Thanh Nhã,
nàng tin tưởng Nhiếp Tử Hùng là phân thân của một kẻ nào đó, nàng càng tin Nhiếp Tử Hùng có bản thể là kẻ thù của Vấn Thiên Quân, hai bên có thực lực tương đương, nếu không thì Nhiếp Tử Hùng sẽ không đi khắp nơi tìm và trả thù Vấn Thiên Quân. Chỉ sợ Nhiếp Tử Hùng cũng không biết đã giúp một ân lớn cho Dạ Ngọc Mị, vì Dạ Ngọc Mị vì dựa vào đó mà có thể xác định, dù là phân thân của Vấn Thiên Quân hay Nhiếp Tử Hùng thì thần thức sẽ không mạnh hơn người tu tiên cấp bậc phân thần kỳ. Điều này có nghĩa là chỉ cần dùng thần thức công kích thì nàng vượt xa Vấn Thiên Quân, bây giờ điều nàng cần làm chính là hủy diệt thân thể của phân thân Vấn Thiên Quân. Nếu bị hủy đi thân thể, Vấn Thiên Quân dù có thần thức hùng mạnh thế nào cũng không có chỗ gửi thân, thần thức cũng sẽ nhất định tiêu tán. Kế hoạch này hình thành trong đầu Dạ Ngọc Mị trong nháy mắt, Vấn Thiên Quân xuất hiện quá đột ngột, vì vậy mà nàng và Nguyệt Thanh Nhã thật sự không có sự chuẩn bị. Nhưng ngay sau đó nàng đã tỏ ra vui sướng, vì nàng phán đoán khá chính xác, kế hoạch của mình sẽ thành công, vì hơn 10 sợi tơ đã đâm vào người Vấn Thiên Quân như kiếm sắc. Vẻ mặt Vấn Thiên Quân chợt biến đổi, nhưng lúc này đã muộn, hắn vẫn phạm vào một sai lầm, đó là khinh địch. Sau khi đi vào thế giới này thì Vấn Thiên Quân thật sự chưa từng đụng phải một người tu tiên nào, mà thế giới này căn bản thiếu linh khí, không thích hợp tu luyện, điều này làm cho hắn biết địa phương này không tồn tại người tu tiên. Sau khi hắn thấy Nguyệt Thanh Nhã thì càng xác nhận phán đoán của mình, vì hắn có thể thấy Nguyệt Thanh Nhã vẫn chỉ là như 20 năm trước, vẫn là kim đan hậu kỳ, còn chưa đến nguyên anh kỳ. Vì có quan điểm như vậy nên Vấn Thiên Quân vẫn cho rằng Dạ Ngọc Mị chẳng qua chỉ là kim đan hậu kỳ. Hơn nữa khi Dạ Ngọc Mị tấn công thì cố gắng che giấu thực lực, Vấn Thiên Quân càng xác định nàng chỉ là kim đan hậu kỳ. Vì thế mà hắn căn bản không cần dùng công kích thần thức, vì hắn thấy chỉ cần tu vi của phân thân này cũng đủ để xử lý Dạ Ngọc Mị. Khinh địch thường sẽ trả giá rất lớn chính là tử vong, thực tế với tu vi hiện tại của Vấn Thiên Quân, dù có thần thức trợ giúp thì giỏi lắm chỉ có thể đánh ngang tay với Dạ Ngọc Mị, nếu khinh địch thì mất đi tiên cơ, đến khi kịp phản ứng thì đã muộn. Hơn 10 sợi tơ hóa thành trường kiếm đâm vào trong cơ thể Vấn Thiên Quân, cơ thể hắn chia thành vài chục mảnh, máu tươi tung tóe, cảnh tượng thảm thiết. Vô tình Nguyệt Thanh Nhã chợt ngây dại, biến cố quá nhanh, nàng căn bản không kịp chuẩn bị. Nhưng khi cơ thể của Vấn Thiên Quân bị chia năm xẻ bảy thì một bóng người nhỏ chợt dùng tốc độ cực nhanh phóng lên đỉnh Thanh Phong Sơn, cùng lúc đó Dạ Ngọc Mị cảm nhận được một thần thức cực mạnh kéo đến mãnh liệt, nàng không thể nào chống lại được, vì thế mà không kịp đuổi theo xử lý nguyên anh của đối phương. Mau giết hắn. Dạ Ngọc Mị vội vàng quát lên với Nguyệt Thanh Nhã. Nguyệt Thanh Nhã có chút do dự, nàng biết Dạ Ngọc Mị đang gọi mình, nhưng nàng thật sự không thể nào ra tay với Sư Tôn, dù sao thì Sư Tôn đến đây đều là vì mình. Mà Nguyệt Thanh Nhã do dự thì nguyên anh của Vấn Thiên Quân càng chạy được xa hơn, điều này làm cho Dạ Ngọc Mị lo lắng, tuy nàng không sợ Vấn Thiên Quân, nhưng nếu cho nguyên anh của Vấn Thiên Quân thoát đi, như vậy sẽ càng phát sinh nhiều vấn đề. Điều làm nàng thêm lo lắng chính là trên núi cũng không thiếu người, nếu lỡ may Vấn Thiên Quân đoạt xá một ai đó thì càng phiền toái. Khi thấy nguyên anh của Vấn Thiên Quân sắp biến mất trong tầm mắt thì Dạ Ngọc Mị chợt nghe thấy những tiếng hô rung trời. Kết trận. Khi tiếng hô vang lên thì Tống Ngọc Mị mặc cổ trang xuất hiện giữa không trung, cùng lúc xuất hiện còn có 11 người khác, đó là 11 cô gái xinh đẹp phi phàm, 12 người chia thành 4 tổ đứng ở 4 phương 8 hướng, mỗi tổ 3 người đều đứng theo thế tam giác. Chu Tiên. Tống Ngọc Mị lại hô lên, một thanh đoản kiếm ba tấc từ trong tay nàng phóng ra, cùng lúc đó 11 người khác cũng có cùng một động tác, ai cũng ném đoản kiếm ra. 12 cây kiếm cùng hội tụ về một hướng, ngay sau đó chúng giao nhau trên không và hình thành một chữ sát. Chữ sát này bùng ra hào quang chói mắt, hào quang bắn về phía nguyên anh của Vấn Thiên Quân rồi bao phủ vào bên trong, bóng người này chợt dừng lại, không thể nhúc nhích. Dạ Ngọc Mị chợt cảm thấy áp lực biến mất. Nàng không do dự mà bay lên núi, chỉ sau nháy mắt đã đến sau bóng người nhỏ kia, sau đó một sợi tơ bắn ra, trúng vào đối phương, bóng người kia hoàn toàn biến mất. Chu Tiên đại trận lần đầu tiên thực chiến đã đạt được thành công viên mãn. Dạ Ngọc Mị, bản tôn muốn cho ngươi hình thần câu diệt, suốt đời không được siêu sinh. Lúc này thần thức còn trên bầu trời chợt mang đến tiếng gầm phẫn nộ của Vấn Thiên Quân. Mị Di. Tống Ngọc Mị từ trên không bay xuống hô lên một câu với Dạ Ngọc Mị. Tiểu Mị, chúng ta phiền toái lớn rồi. Nguyệt Thanh Nhã đi đến bên cạnh Dạ Ngọc Mị, tuy nàng khó thể ra tay với Sư Tôn nhưng Dạ Ngọc Mị đã xử lý phân thân của Vấn Thiên Quân, nàng lại không nói gì, nhưng nàng biết rất rõ về Sư Tôn của mình, hắn chịu thiệt thòi lớn sẽ nhất định không từ bỏ ý đồ. Sợ cái gì, mặc kệ Vấn Thiên Quân có bao nhiêu phân thân, nếu đến đây thì chỉ còn đường chết.
Dạ Ngọc Mị lại không quan tâm. Chẳng lẽ hắn sẽ đưa bản tôn đến đây? Tiểu Mị, với những gì tôi hiểu về sư tôn, sợ rằng ông ấy sẽ làm như vậy. Nguyệt Thanh Nhã nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Sư tôn 20 năm trước đã là phân thần hậu kỳ, nếu ông ta đến đây thì chúng ta không có phần thắng. Phiêu Miểu tiên tử nói không sai. Một âm thanh chợt vang lên. Vấn Thiên Quân chịu thiệt lớn thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã, với tính cách của hắn sẽ đưa bản tôn đến đây, nhất định sẽ diệt sạch các người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1460.